Alo, alo. Vâng, chào mừng tất cả anh em đang có mặt trên sóng của Game Một Chim Sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ có mặt Game Một Chim Sẻ, Game Thủ Nam Soul Kill có mặt tại phía Bắc Nghệ An để chúng ta có thể giao lưu cùng với lại các game thủ ở trong cộng đồng AOE Nghệ An. Và tạm thời thì do có một chút trục trặc về khâu kỹ thuật cho nên là trận này thì mới bắt đầu có thể quay phát cho anh em được. Và cũng chưa biết là tỷ số như nào anh em ạ. Anh em chờ đợi một chút nhá để em cập nhật tỷ số. Vâng, như vậy là vừa lặp tiếng, em vừa tắt tiếng ở trên livestream rồi. Đang có tiếng livestream nó bị lặp một tí anh em ơi. Anh em thông cảm nhá. Vâng, như vậy là báo về là hai sang và một ban. Quân rất nhiều xe. Vâng, quân rất nhiều xe anh em ạ. Báo về là hai sang một ban. Có như vậy là ở trong trận đấu này thì bên phía đội bạn là có hai sen, một pan, một zoom. Chúng ta là full Greg sang mid. Vâng, quân của các game thủ bên phía đối thủ đang khá là khỏe ở trong trận đấu này. Vâng, đây là một trận đấu mà có voi dành cho màu 6. Vâng, bật mí với anh em, màu 6 này là vâng rồi, tempo của game thủ chim sẻ đi. Đây là màn hình máy Fodesian của game thủ chim sẻ nắng. Có quả phụ nhá. Có Hiu đang đẩy về nhà chính. Vâng, mùa 1 là cầu thủ bóng đá Hoàng Đức anh em ơi. Vâng, tiền đạo Hoàng Đức đấy. Có lẽ là anh em chúng ta cũng đã biết rằng là trong cộng đồng đế chế Việt Nam chúng ta thì có một cầu thủ đang thi đấu cho tuyển quốc gia Việt Nam chơi cái tựa game này, đó chính là tiền đạo Hoàng Đức.
Ngày hôm nay thì về với Nghệ An thì có Nam Cô Kiêu, có Chim Sẻ. Vâng, và đang cặp cùng với lại Kim Vũ lấy tên là 1v1 là Hoàng Đức. Đây là màn hình máy của game thủ màu 7. Vâng, màu 7, Nam Song Kiêu. Anh em chờ một chút, chỉnh lại cái tên của Nam kìa. Tên của Nam là bị lỗi. Ok, em vừa bỏ cái chuyển màn hình máy ở trên khung chat rồi. Đang hơi bị mất tay một tí anh em ạ. Cái địa điểm quay phát này thì máy móc về cấu hình thì khá là ngon, nhưng mà có vẻ như đang có một chút trục trặc xung với lại phần mềm Netflix, nên là chưa có thể ngon nghẻ được. Tạm thời thì hiện tại thì đang có một trận thi đấu mà chúng ta có phô của Chim Sẻ Đi Nắng. Đây là màn hình máy của Hoàng Đức, người cầm màu 6 đang ăn quả phía ngoài. Đây là màn hình máy của game thủ màu 5. À, tôi xin lỗi, game thủ màu 8. Màu 8 đó là 1989. Và cuối cùng đây là Nam Song Kiêu. Đây là BB dành cho Nam Song Kiêu. Và một trận đấu mà đối đầu với bên phía của đội bạn có hai sang, một pan và một zoom. Bên bên kia là quá đẹp. Anh em xem hỏi là tiếng game thì mic ổn không ạ? Alo. Sorry anh em, vừa có một tình huống nó bị lag ở trên phần quay phát anh em. Bảng quân hiện chưa có anh em, bị lỗi anh em ơi. Bảng quân nó bị lỗi. Tiếng game bé quá, em tăng tiếng game lên một chút cho anh em. Bảng quân bị lỗi anh em ạ. Định thêm tích nhưng mà cũng không thêm được. Vâng, sang trước đây của game thủ Nam Tokyo thì đang bắt đầu đẩy dân lên rất là cao và đóng lở ở phía trên rồi. Ăn vàng đi, vâng, đóng en vàng. Đây là BB, vâng, như vậy là màu 2. Màu 2 đó chính là City of Zing. Trận đấu này thì màu 2 là người cầm sang, một trong hai sang với các bạn đấy. Đóng L2 dành cho Nam. Vâng, như vậy là Nam cũng nhìn thấy màu 4. Bé bự là người mà cũng đã có hai dân ở phía trên rồi. Không biết là đang làm cái gì đó. Chắc có lẽ là bé bự là người. Vâng, như vậy là dâng 2L. Màu 2 là người cầm sang đánh chém. Màu 4 công an dâng L để cho sang đầu cánh đánh chém. Vâng, màu 8 thì của chúng ta đó là người cầm Minoan. Minoan đang có một thế gọi là co vào vị trí ở bên trong, sát góc, sát góc ở bên trong. Vâng, như vậy là màu 4 người dò nó bắt đầu tới rồi. Nhanh tay, vâng, đã bo cản mặt được. Bo và đánh chém đầu cánh. Quay trở lại với màn hình máy của Chim Sẻ. Chim Sẻ là người cầm phô đánh cung. Và cuối cùng là Phan Văn Đức. 24/32 ở trên 12 giờ. T của màu 3 đang bắn. Như vậy là hai sang đánh cung, ban tô đánh chém. Chiến thuật đối với các bạn là nói chung là cơ bản là cũng khá là dễ đọc luôn. Vì đã có hai sang vào đây rồi thì mặc định là con ban và con tôm cặp với hai sang sẽ đánh hai sang đánh cung và ban tô sẽ đánh chém. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy rằng Phan Văn Đức cũng đã lùa được đâu đó khoảng 2-3 con voi về với nhà chính của mình. Một pha đi Gami. Gami, màu 1 là Pan, như vậy là cánh này sẽ là một Pan đầu cánh và một Sen ở trong cánh. Sen của màu 3 ở trong cánh. Thậm chí lúc nãy tôi thấy cũng cả T rồi cơ, và T bắn rồi cơ. Chuyển sang với lại màn hình máy của game thủ Nam Song Kiêu nhá.
Hoàng Nam đang lấy được khoanh ruộng lẻ của game thủ màu 2. Vâng, đang thi đấu tại Nghệ An anh em ạ, thi đấu Nghệ An cho nên là có rất là nhiều anh em khán giả đến ủng hộ cho kèo đấu này, cũng như là đến gặp và giao lưu cùng với Chim Sẻ và Nam Soq cũng như là Phan Văn Đức. Địa chỉ của địa điểm thi đấu thì nằm ở địa chỉ chính xác đó là tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát, địa chỉ chính xác là 176 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy và thành phố Vinh. Như vậy là Nam Soq đã chém sang nhà của màu 3. Còn đây là nhà của game thủ của Thần Phong, người cầm sang đánh cung. Thế nhà của sang 3 là một nhà khá là trơ lơ và chênh vênh. Đang bơm đồ cho Chim Sẻ. Vâng, Chim Sẻ là người mà đang bị ban vào chém cũng như là cung R của sang 3 vào chơi. Tôi nghĩ rằng từng này cung R của sang 3 thì sẽ chưa đủ để khiến cho Chim Sẻ yếu quá nhiều ở trong tình huống này. Vâng, một chiếc E ở phía trên nữa là sẽ khung và Chim Sẻ vẩy luôn BA ra. 4 nhà BA và thêm một nhà BA thứ 5. Lạc đà của mùa 1 A-Boy thì vẫn đang là khá đông. Ở Chim Sẻ thì vẫn đang thể hiện được cái khả năng thủ nhà tương đối là mắc bênh của mình ở trong thời điểm phút thứ 17 của trận đấu, bước thứ 18 của trận đấu này. Màu 3 thì có lẽ là cũng không đẩy được quân nhiều khi mà Nam cũng đang chém liên tục vào trong nhà của màu 3. Và game thủ Thần Phong. Và có vẻ E được không? Đợt này thì cung R của các bạn không đông và lạc đà thậm chí là đang đông hơn cả cung R. Ăn hoang thêm 7 hiêu ở vị trí check ở giữa bản đồ. Và đây là thêm một vị trí ăn quả của Thần Phong. Thần Phong bị Nam chém và đang bắt đầu dạt ruộng và ra ngoài này để ăn quả. 31 đó là số thao thời điểm hiện tại. Màu 8 đầu cánh của chúng ta đó chính là game thủ mang tên đó là 1989. Cung R màu 2 cũng đang là khá đông. Cung R màu 2 cũng đang là khá đông. Và tên này là tên mà khả năng sẽ phải chạy thôi, chứ là sẽ phá bề đi. Quanh ruộng ở phía dưới thì chúng ta sẽ hình như là phía dưới đã khung rồi, cho nên là đang phải chạy ngang qua tên cung R của màu 2. Chim Sẻ tham lai đang là 60. Bắt đầu đẩy cao lên. Vâng, đây là Phan Văn Đức. Tham lai đã là 13 rồi nhưng Phan Văn Đức vâng cố gắng chuyển sang đánh nghi. Vâng, và đang có cái rũi vào trong nhà của màu 1, nhưng mà có vẻ như cung R của màu 3 sen 3 đã bắt đầu về để hỗ trợ rồi. Một tình huống bắn nổ y và Đức anh đang đóng thêm một nhà y ở phía trên. Chim Sẻ tham lai là 62. Ken được cây gỗ. Vâng, như vậy là lọt luôn, không cần phải ken. Tính dân phết đấy. Vâng, game thủ A-Boy mùa 1 cũng rất là tính dân. Vừa bắn chạm một dân thôi thì cũng đã chủ động chạy ra rất nhanh rồi. Vé vào. Vâng, như vậy là đội bạn cũng không dám vào sâu. Tân cung R đi công thì đang bị A-Boy cộng như là Thần Phong phối kết hợp để mà bắt tân cung R của chúng ta. Về công nghệ của cung R của Chim Sẻ thì đang thiếu đồ máu, 70 máu. Vâng, giáp 4, chặt cô 2. Lạc đà một đang là khá đông nhá. Còn ta bên đàn một được có 3 kề đang rất đông. Còn bây giờ thì Chim Sẻ đang bị 4 nhà quầy. Chắc chắn là những phút sắp tới sẽ bị 4 nhà quầy. Cả màu 4, cả màu 2 cánh bên kia tạt sang. Vâng, và cánh của Chim Sẻ thì màu 3 đang di chuyển. Trên bản đồ con tôi thì nhìn thấy là chấm màu 3 đã được di chuyển rồi. Màu 1 chắc chắn sẽ có mặt ở đây rất sớm thôi. Như vậy là sẽ 4 nhà tô màu cho nhà Chim Sẻ. Đội bạn đang vẩy e để bắt tân cung này của Chim Sẻ. Quá đông quần đến từ các em thủ bên phía đội bạn. Và mùa 1 lạc đà 30 đàn. Có những đơn vị hỗn mã ở phía sau của bàn. Vâng, mùa 2 đang dí vào, Chim Sẻ bị quay. Đầu bên này ra có người chém của mùa 4. Đơn này thì rất khó để cho Chim Sẻ có thể vẫy vùng ở trong một thế trận mà 4 nhà đang tô màu tại nhà của Chim Sẻ. Sẽ phải chạy lên trên hướng 12 giờ. Đang dạt dần về những cái vị trí chúng ta có cùng để thủ. Ở phía trên 12 giờ thì chúng ta cũng đang rất cố gắng để giữ dân. Nam đương nhiên là sẽ bị bóp xuống tương đối mạnh. Vâng, màu 8 đó chính là đồng đội về cứu. Phan Văn Đức thì đang báo về là màu 1 đã bắt đầu bung. Khi mà màu 3 không kê nhà cho Phan nữa thì những con y của Phan Đức đang thể hiện được
cái sự uy lực kinh khủng tởm của mình trong những tình huống đâm nhà này. Quay trở lại để xem chia sẻ thủ nhà trong tình huống đang bị bốn nhà quay. Cố gắng để giữ dần. Màu 8 đó chính là game thủ 1989 đang kéo về rất đông lạc đà để thủ. Vâng, giờ này Nam đang ở đâu? Nam liệu có kéo về để thủ không hay Nam đang đi chém nhà đối phương? Vâng, Nam đang lọt vào trong nhà Seng 2. Vâng, Nam đang dùng những con lò đà công 2 của mình để bổ khung R của các bạn. Lượng của các bạn cũng đang tơ hơ tanh hình kìa. Vâng, rất dễ chém, nhìn cảm giác để mà chém được dân của màu 2 với những tình huống nhà bo kiểu này sẽ rất là dễ. Bên này chia sẻ tam lay là 40 thôi. Màu 3 vẫn đang đẩy lên rất đông cung R. Cả màu 1 nữa. Cả màu 1 game thủ Oboy cũng đang đẩy rất sát lạc đà đuổi theo tân cung R của chim sẻ. Và đây là một vị trí mà chim sẻ đang muốn hồi lại. Một vị trí hồi rất hiểm nhưng rất nguy hiểm. Vâng, nó hiểm đấy nhưng mà nơi đấy nếu mà tình huống đấy mà bị lộ ra thì gần như là không chạy được dân. Vì nó bị vào một cái thế gọi là thế rất chạy khó để chạy dân. Vâng, Tham vẫn đánh được. Vâng, Tham vẫn đánh được. Phan Văn Đức tam lai là 19. Sau khi mà đã đâm yếu lực Phan đi thì anh vâng, Đức đang muốn vào trong để công vào trong nhà của màu 3 Thần Phong. Vâng, liệu rằng có lọt và ăn được dân của màu 3 hay không? Đây là game thủ Nam Sukiu. Nam Tham 27. Nam vẫn đang rất cố gắng để quản chặt màu 2. Màu 4 thì cũng đang có một cái vị trí nằm khá sâu ở trong cánh, lúc đầu là dâng lờ. Đội bạn đang nở khá đều. Vâng, màu 6 chính là Phan Văn Đức anh em. Phan Văn Đức anh em ạ, cầu thủ đấy. Và có cái niềm đam mê với tựa game đế chế này. Đang ngày hôm nay đang cặp cùng chia sẻ. Thực ra thì Phan Văn Đức thì anh em trong đế chế cũng không lạ nữa rồi. Thi đấu rất là nhiều lần và cặp cùng chia sẻ rồi, giao lưu cùng chia sẻ rồi. Thế là anh em không lạ lẫm gì nữa. Cố gắng để quản cái vị trí từ phía 2 giờ xuống 3 giờ nhưng cũng chưa thấy quá nhiều dân của MOBA thấy nhà nằm rất là trơ lơ ở phía ngoài thôi. Đây là Nam Sokyu đang soi tham liên tục. MOBA đang nở rất là to. MOBA đang nở rất là to nhá. Chúng ta Nam thì đang có tham là 29, chim sẻ thì sau khi bị ốc bay nhà thì tham lại là 33. Cố gắng nào, bên kia thì MOBA đang đứng cùng tại nhà của chim sẻ cũng là rất đông. Họ đã đốt nhà BA của chim sẻ và chim sẻ thì cũng đang rền dứ để hồi. 1989 thì anh vừa bị vẻ bắt một tuần dân là khá đau đấy. Bên kia thì là hai sang một bàn hồi dễ, kể cả một Roman trong tay của bé bự nữa hồi cũng rất là dễ. Vâng, bảng quân bản tỷ số thì đang bị lag anh em ạ, nó đang bị lỗi. Vâng, chim sẻ quyết rồi tỷ số. Vâng, có vẻ như là một đều. Giao lưu anh em ơi, giao lưu. Cũng mừng khai trương cho một quán game ở Nghệ An. Vâng, Hydra Gaming Central. Vâng, địa chỉ là tầng 2 chung cư Gia Thịnh Phát, 176 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy. Anh em nào đang theo dõi ở trên livestream mà ở Vinh thì có thể đến với địa chỉ đó là 176 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh để giao lưu cùng với lại Nam Sokyu, chim sẻ và cả Phan Văn Đức nữa, cũng đang có mặt tại địa điểm 176 đường Nguyễn Du, tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát nha anh em. Tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát, Hydra Gaming Central. Vâng, Phan Văn Đức cầu thủ thật anh em. Em chào anh Phạm Trung nhá. Vâng, 8 là 1989. Em cũng không có quá nhiều thông tin của game thủ 1989 này. Vâng, ngày hôm nay thì cũng di chuyển từ Hà Nội về đây, cũng đi từ lúc 8 giờ hơn về tới địa điểm thi đấu là 2 giờ gần 2 rưỡi. Cài đặt máy móc một tí thì lên kênh cho anh em, máy đang có một chút trục trặc. Đang là một đều về C, bây giờ đánh C3 đấy. Đang là một đều một trận luôn đúng không? Một đều về trận luôn đúng không? Bây giờ chung kết thứ hai đúng không? Xong rồi. C3 à? Vâng, như vậy là cập nhật thông tin cho anh em thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 3. Hiện tại thì đã là một đều về C rồi. Trận vừa rồi là trận chung kết C anh em ạ. Đánh C này là bắt đầu trận thứ 3 mà mới lên được kênh anh em ạ. Chim sẻ với lại Nam Sokyu thì đi về Vinh bằng máy bay. Sau đấy thì em thì phải di chuyển bằng ô tô.
Vì thực ra thì cái lịch làm việc báo cũng hơi gấp cho nên là không kịp đặt vé. Cho nên là em phải di chuyển đường bộ, còn Chim với lại Nam thì đi có đâu có khoảng hơn 30 phút tí rồi, bay bay từ Hà Nội vào đây. Đi rất là nhanh thì bay mà nhanh lắm. Còn em thì đi gần 7 tiếng. Vào đây thì máy móc thì cũng đang bị lỗi một chút, không có bảng quân. Không có bảng quân và thậm chí là không thêm tách được. Không thấy lên Quảng Ninh giao lưu. À ok anh, rồi chắc chắn là thời gian sắp tới thì các game thủ trong team của Chim Sẻ Studio sẽ có rất nhiều những cái trận thi đấu giao lưu kiểu như thế này. Để thứ nhất là để mở rộng cộng đồng đế chế. Vâng, khơi dậy niềm đam mê giao lưu cùng với anh em fan ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo nào. Xuống Cẩm Phả Quảng Ninh giao lưu nghe phát. Ok anh ơi. Rồi sẽ đi hết mà, chắc chắn rồi. Vâng, như vậy là có Zoom, có Pan. Mark Baby, đó là quân của chúng ta. Zoom, Pan, Mark Baby. Bên phía của đội bạn đó là Mark Hit Chopper. Vâng, Mark Hit Chopper. Chúng ta là Zoom, Pan, Mark Baby. Ngày hôm nay thì khả năng là xin anh em là cho em được cập nhật quân bằng mồm cho anh em nhá. Tỷ số thì đây là trận đấu đầu tiên của sơ đấu thứ ba. Bên phía đội bạn thì có một cung tuyển, đó là Hitty, và ba chém đó là Mark Chopper. Chúng ta thì Zoom, Pan, Mark Baby. Và hiện tại thì đang thi đấu ở chung cư Gia Đình Phát cạnh Đại học Vinh ấy. Nãy em đi ngang thì thấy trường Đại học Vinh. Cách trường Đại học Vinh chắc tầm khoảng 50 mét ngay cạnh luôn, tầng 2. Vâng, địa chỉ đó là 176 đường Nguyễn Du, quán game Hydra Gaming Central, ở tầng 2 chung cư Gia Đình Phát nha anh em. Chúng ta sẽ đến với màn hình máy của Chim Sẻ. Trận đấu này Chim Sẻ cầm Zoman. Vâng, Chim Sẻ cầm Zoman. Đây là Hiêu nằm ở trên dốc của Chim Sẻ. Anh em cho em hỏi là tiếng mic tiếng game ổn không? Chắc chắn là ngày hôm nay thì sẽ có tiếng mic thì sẽ bị vọng bởi một số âm thanh tạp âm nhỏ đến từ không khí sôi động của anh em khán giả cũng như là không khí của quán game. Mong anh em thông cảm vấn đề này. Cái quan trọng là cái tiếng tỷ lệ giữa mic và game có ổn không thôi. Trực tiếp anh ơi, trực tiếp nha. Vâng, Nghệ An là những ai vậy bình luận viên? Nghệ An thì theo đội hình thì thực ra thì nó thật là nếu mà để mà giới thiệu về đội hình cho anh em thì nó thật là em không rõ. Em chỉ biết là các game thủ bên phía Nghệ An là đọc theo tên thôi, đó là màu năm là City Ẩm Dinh. Với lại anh AD.CFC, anh bé bự và anh A-Boy thôi. Và những cái thông tin cập nhật thêm về các game thủ của đối thủ của chúng ta ngày hôm nay thì em không nắm được nhiều anh em ạ, mong em thông cảm nhé. Mỗi bảng quân với tỷ số còn mọi thứ ok, cảm ơn bác Cấu Hải nhá. Đúng hai cái đấy nó bị lỗi. Tiếng khán giả to hơn tiếng game, tiếng khán giả tiếng game à. Ok anh em ơi. Vâng, Zoman của Chim Sẻ phải có quả phụ ở phía check vị trí hướng về phía nhà của màu 4. Đây là màn hình máy của màu 4. Bài của anh màu 4 đang có rất nhiều đồ ăn. Màu 5 thế nhà đang rất là chờ lợi trình vinh nhá.
tối ra cổng đại học y đại học Vinh uống nước ngắm sinh viên Nghệ An nhé mà. Ok anh Đậu Tuấn Châu nhá, ngày hôm nay thì chim sẻ Nam Sông Q và em sẽ ở lại một đêm ở Vinh. Cũng đang rất là khát kèo, không biết là đêm nay thì sẽ đi đâu giải trí đây. Anh em những ai ở Vinh có thể giới thiệu một số cái tụ điểm giải trí được không? Tiền thì không phải nghĩ nhá, em đi cùng chủ tịch thì tiền không thành vấn đề. Tiền thì có chủ tịch lo thì anh em không phải lăn tăn cái vấn đề tiền. Anh em cứ giới thiệu tụ điểm gọi là giải trí là được. Đây là màn hình máy của Nam. Nam là Max C. Max C có quả phụ đầu cánh. Cú cánh mới hay nhỉ. Ở bên phía đội bạn thì trận đấu này thì Quân đánh giá là xấu hơn chúng ta một chút chút. Bên phía của chúng ta thì ba chém tuyển cả, đó là Zoom Pan Max. Bên phía đội bạn là ba chém, đó là Max cho Cooper và cùng là cung hit. Đây là màn hình máy của game thủ Phan Văn Đức. Vâng, Phan Meran. Trận đấu này thì Đức lấy màu 2. Vâng, thôi xem sẻ đi. Đây là sẻ bắt đầu dâng rất là cao lên trên rồi. Vâng, hỏi Đức à. Ok anh, muốn anh em giới thiệu, chứ còn mặc định là có Đức trong đội hình thì Đức sẽ là người gọi là cập nhật mọi tụ điểm ăn chơi ở đây thôi. Quan trọng là muốn anh em giới thiệu cơ, vì biết đâu đó Đức trong cái lúc cơn mộng mị lại quên một số địa điểm mà có thể là vui hơn thì sao, đúng không ạ? Từ chỗ game qua Phong Đình Cảng gần lắm ạ. Phong Đình Cảng à? Là cảng Phong Đình à? hay là cái gì? Là một cái cảng biển hay là cái gì anh ơi? Nghe tên nghe như thể tiếng tàu đấy. Phong Đình Cảng. Nghe như thể tiếng tàu. Nếu mà là tiếng Việt thì nếu mà là cảng biển thì là cảng Phong Đình. Đây lại là Phong Đình Cảng, nghe sang chảnh thế. Bảng Quân nó cũng lỗi anh ạ. Thôi để em cập nhật mồm cho anh em nhá. Tỷ số thì đang là trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3 sự chung kết. Hai trận đấu đầu tiên thì hòa. 1-1 là cầu thủ Phan Văn Đức nha anh em. Cầu thủ Phan Văn Đức đấy. Có lẽ là anh em trong cộng đồng đế chế thì có lẽ là cũng đã không quá lạ lẫm với lại Phan Văn Đức ở trong tựa game đế chế này rồi. Đương nhiên là Phan Văn Đức ở trong bộ môn bóng đá thì anh em quá là gần gũi rồi, nhưng mà trong tựa game đế chế chắc anh em cũng không xa lạ gì nữa, vì cũng đã giao lưu với game từ chia sẻ rất là nhiều lần. Đường Phong Đình Cảng à? Ok, như vậy là đường Phong Đình Cảng. Ok anh em. Em lại cứ tưởng là cái cảng tên là Phong Đình. Như vậy là Phong Đình Cảng là tên một là tên riêng. Vâng, ok, như vậy là quay trở lại trận đấu, đã cố gắng trồng màu năm. Trận này thì cũng có thể gọi màu năm là người kiểm xăm, mà cũng có thể gọi đến là màu năm đầu cánh bên kia. Vì cái thế nhà này là cũng nó cũng 50-50. Chỉnh lại bảng Quân gỗ thực ra đây em chỉnh lại nó bị cố định anh, cho nó bị cố định một máy đúng không. Nói chung là đi làm giải mà anh một số em đi làm giải một số tỉnh thì gặp rất là nhiều những cái lỗi vặt, và ngày hôm nay thì có lỗi vặt đó là cái lỗi về cái bảng Quân, thậm chí là không thêm được tích. Cái này cũng là một phần do em rút kinh nghiệm là nếu như lần sau ngay từ đầu ngồi vào một cái máy mà máy đã bị lỗi thì không nên chề cối. Do cái máy này là cái máy ngay từ đầu nó có lỗi nhỏ rồi, nhưng mà em vẫn cố chảy cối ngồi đây vì bốn game thủ đã ngồi cái máy, một dàn máy là có 5 máy, bốn game thủ thì đã ngồi cố định ở bốn cái máy kia rồi, cho nên là em không muốn bảo anh em đổi máy, là mình vẫn cố tình ngồi cái máy này, chứ nếu không mà đổi lại một cái máy ở hai góc lại cho nhau thì tốt hơn. Vâng, đang thi đấu ở địa chỉ đó là 176 đường Nguyễn Du anh ơi, quán game Hydra Gaming Central, tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát nha anh ơi. Anh em nào mà ta đang ở Vinh mà rảnh tầm này là ngày cuối tuần thì anh em ta có thể đến với địa điểm này để có thể giao lưu cùng với chia sẻ với Nam Su Kiu và với Phan Văn Đức nhá. Đang đánh kèo 4-4 ở đây, đánh giao lưu với anh em cộng đồng đế chế của Nghệ An. Đây là màn hình máy của Phan Văn Đức. Vâng, Đức là người cầm Parmesan. Đang nhìn thấy màu 7 đồng đội đó là, đối thủ đó là bé bự đang ăn vãi quả dưới trên. Vâng, chuyển sang màn hình máy của Nam Sông Q. Nam 19, Tham Lai của Max C, Tham 19. Lên giáp. Và ngày hôm nay thì chim sẻ và Nam Sông Q đang đến với lại Nghệ An để giao lưu với anh em nhé. Chạm mấy nhá, đánh theo C nhỉ. Đây là trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3. Hai trận đấu đầu tiên thì chúng ta tiếp tục với tỷ số hòa 1-1 về C, và đây là đang đánh trận đầu tiên của trận thứ 3.
đánh giải thì đây mình là viên đánh giao lưu với lại anh em fan Nghệ An nhé anh em. Đánh giao lưu với lại anh em ở Hydra Gaming Central ở chung cư Gia Đình Phát ngay cạnh Đại học Vinh luôn. Nhắc lại lần nữa là anh em nào mà đang ở gần với lại khu vực Gia Đình Phát ở cạnh Đại học Vinh ấy, anh em nào ở Vinh thì có thể đến quán game để giao lưu cùng với Chim Sẻ và Nam Sông Kiêu cũng như là Phan Văn Đức ở sau buổi chiều ngày hôm nay. Đây là 1989 và cầm cung chủ lực Babylon ở trong trận đấu này nằm ở 6 giờ. Vâng, cung chủ lực Babylon đang bắt đầu đẩy cung ra ngoài. Chim Sẻ không đánh giải ở bình luận viên, giải gì anh ơi, có giải gì đấy? Anh có thể hỏi rõ hơn về cái giải mà anh đang hỏi được không? Tham lai của Maxe đang là 16 và nhìn thấy dân đang đến chơi của A-Boy. Đến cũng được đánh nhà, đến thì cũng tùy do ban tổ chức sắp xếp. Cũng có thể là sẽ được đánh và cũng có thể là chúng ta có thể chỉ là chụp ảnh hoặc là giao lưu bắt tay ôm ấp xin chữ ký của các game thủ thôi. Còn cái lịch đánh thì có lẽ là phải đến từ ban tổ chức anh ạ. Vào tận Nghệ An là bình luận viên chuẩn anh ơi. Em di chuyển từ Hà Nội vâng vào đến thành phố Vinh, đến địa điểm thi đấu là khoảng 2 giờ. Sẽ rơi vào tầm khoảng đâu gần 6 tiếng rưỡi, gần 7 tiếng, 6 tiếng. Em đi từ lúc xe bắt đầu xuất phát từ bến nước ngầm từ lúc gần 8 giờ 20. Nó báo là 8 giờ chạy nhưng mà nó cao su tầm 8:15-20 nó mới chạy. Vâng, sau đây thì đến đây thì vào sau này thì nó rơi vào gần khoảng 2 rưỡi. Đây là Chim Sẻ, vâng, Sẻ thăm 23. Bảng quân bị lỗi anh ạ. Còn code Game TV không AD, bọn em không liên quan tới code của bên Game TV anh ơi. Hôm nay đi du lịch Nghệ An là tối lại thuê bao, không gọi, không vợ gọi, trời ơi. Anh em toàn xui dại thôi. Bạn ơi, đang ở Vinh anh ơi, Sẻ Nam đang ở Vinh anh ạ. Cả Phan Văn Đức nữa cũng đang thi đấu ở Hydra Gaming Central. Ở đây là màn hình máy của Phan Văn Đức. Vâng, Tham chúng ta đang bị đè nhẹ. Phan Văn Đức Tham đang là 12. Ở đây là màn hình máy của siêu chủ lực của chúng ta, đó là 1989. Tham Lai đang là 60. Xe khách chạy lâu hơn xe tải, tại vì một phần đó là họ cũng dừng ăn cơm. Xe nó cũng dừng ăn cơm nữa. Còn tầm mất khoảng 30 phút nữa. Lúc đầu ông dự kiến là tầm khoảng 1 rưỡi đến nơi, nhưng mà tầm khoảng 2 rưỡi mới đến nơi anh em ạ. Tầm khoảng 1 rưỡi đến nơi, mãi đến 2 rưỡi mới đến nơi. 2 giờ hơn, gần 2 rưỡi, xong thì cài lại các thứ nữa. Vâng, tham lai của chủ lực đang là 70. Đây là màn hình máy của game thủ của Nam Sông Kim. Tham Max C đang là 13. Bên kia thì có cung Hitty, cho nên là coi con Y Max C thì nó cũng sẽ không quá bá ở trong trận đấu này. Còn 18 đó là A-Boy, là người cầm Persian trên đỉnh 12 giờ. Có lẽ là 18 cũng không còn quá to nữa. Đây là Sẻ đang tụ được tầm khoảng chục đơn vị quân để đi quả. Rồi chúng ta xem Phan Văn Đức một chút nhá. Vâng, như vậy là anh Đức anh đang muốn công lên sân 12 giờ. Một cái khu vực mà có những con... À tôi nói không phải 12 giờ mà đây là hướng 10 giờ. Đây là một cái khu vực mà có những con dân của game thủ bé bự, là người cầm cho son đang cố gắng để ăn gỗ và ra ruộng lẻ ở phía trong. Vâng, có con phù, còn tập trung bán phù. Y của đồng đội, Y của Nam đang kéo về. Chỉ cho Y đâm cái nhà Y kia. Nam ơi, lên trên này mà đâm này. Vâng, dí vào. Bắn với được hay sao đây? Đúng rồi, bắn với được dân ở phía trong. Vâng, bắn với. Rất nhiều dân của bé bự đang có ở phía trong nha anh em ơi. Đức thì vẫn đang... Ai là lên đây cả chặt gỗ, ok. Vâng, về mặt chiến thuật và cách kỹ thì rất là ổn. Chỉ hơi tiếc là thao tác thì nói chung là cũng không được như các game thủ top 1 thôi. Vâng, mà con cho son này chắc chắn là sẽ không lối thoát. Đây là gốc rất kín. Vâng, làm sao mà chạy được? Chạy đi đâu? Ở dưới kín chưa? Tôi đang khá tò mò. Rồi, nói chung là quay trở lại với trận đấu thôi. Không quá mảy mê với những tình huống như vậy. Chúng ta nếu như quá mảy mê như vậy thì đang bỏ qua trận đấu này. Và đây là một pha 7E đến từ Chim Sẻ. Và 7E đến từ 1089 để bắt tơn cung đi công của game thủ ADZ. Vâng, ADZ SC.
Vâng, nó bắt được hết cung R của màu 6 rồi. Đây không phải là giải Starlink đâu anh ơi, đây là giao lưu của anh em trong team Chim Sẻ Nắng Studio với lại anh em trong cộng đồng đế chế Nghệ An. Vâng, địa chỉ cụ thể đó là 176 đường Nguyễn Du của phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An. Vâng, những con ngựa chém của màu 5 cũng đang cố gắng lọt vào trong nhà của game thủ 1989. Nhưng tầm này sẽ rất khó để cho những con chém này có sát thương. Đây là màn hình máy của Phan Văn Đức. Vâng, cái hốc kia chạy được rồi à? Hơi tiếc là cái hốc kia đội bạn đã chạy được dân. Đây là Nam, Nam Tham Lai là 19. Mai còn đánh không không ạ? Chúng ta vào đây cứ đúng một ngày, hôm nay thật là đánh thôi. Còn mai thì có lẽ là anh em sẽ về Hà Nội, quay trở lại Hà Nội thôi. Đêm nay thì sẽ ở lại Vinh một đêm. Sau đó thì vâng, đêm nay sẽ ở lại Vinh và đi tiêu tiền. Tôi thì không có tiền rồi, nhưng mà đi cùng chủ tịch sẻ thì nói chung là không phải lo nghĩ đến vấn đề tiền nong làm gì cả. Chỉ sợ là không có sức để mà chơi thôi. Đấy, bây giờ thì ngày mai thì bây giờ đánh kèo chế với anh em team Nghệ An. Anh em phủi Nghệ An, sau đó thì tối thì chơi và ngày mai thì sẽ quay trở lại với lại Hà Nội. Quay trở lại với lại công việc, buồn công việc hàng ngày bình thường. Vâng, chào đón và kính mời tất cả anh em chúng ta đang ở gần Vinh. Chúng ta có thể đến để giao lưu cùng với lại Chim Sẻ, với Nam Soul Kill và cả với Phan Văn Đức nữa. Đây, đây là Phan Văn Đức, người đang cầm màu 2 bằng Tam Lai, đã nở lên con số là 20 rồi. Tam Phan đã nở rất khéo nhá. Vâng, Tam Phan đã nở rất khéo, về em bằng Đức ơi, hay quá. Sẻ đuổi đi kìa. Vâng, Sẻ đuổi luôn, bắt bằng sạch cân cung này. Tam Lai đây là 16 dành cho game thủ Phan Văn Đức, người cầm Parmesan. Bên này thì chủ lực của chúng ta Tam Lai đang là 90. Màu 6 vẫn đang cố gắng đỡ nhà, và đây là một pha mà đang công lên trên nhà của màu 6, chủ lực bên phía đội bạn. Cung đội bạn là cung hit đi. Chúng ta đang tổ chức công nhà đội bạn. Vâng, màu 4 đang dồn quân là rất đều. Ở trong nhà đang mất tay bởi một hai con chém của TTG. Tăng BA lên. Vâng, vẫn có nãy phá ở nhà BA thì vẫn chưa có thể đóng lại. Màu 8 đang kéo lạc đà Parmesan về để hỗ trợ cho Persian, về để hỗ trợ cho tơ thủ nhà này. Cung chúng ta là cung cùi và cung đội bạn là cung tuyển. Cần phải hết sức cẩn thận, màu 5 vẫn đang còn con chém ở trong. Vâng, sự xuất hiện của Phan Văn Đức cũng đang giúp cho 1989 tự tin hơn trong trận đấu quân này. Và ta đang tiếp tục dí vào nhưng hơi ít chém, không có chém để vào đảo. Rất mất tay, chỉ 1-2 con chém của màu 5 thôi đang khiến cho chúng ta mất tay tương đối. Tham bị đè xuống một chút. Vâng, vẫn đang bị mất tay bởi một hai con chém của một năm nhá. Một năm móc rất là khó chịu nhá, không biết là hở chỗ nào đây. Vâng, bo vào được không? Trận này thì khả năng là chúng ta sẽ thua vì bên kia màu 6 đang rất to. Tơn đi công thì không làm gì được. Vâng, như vậy là kích 4 kịp không? Bên kia lên 4 xong mất rồi. Thế trận này thì nhận thua rồi. Chủ lực của chúng ta trận này chất cung nó là cung cùi. Vâng, thực ra thì các game thủ top, các game thủ phủi thì cũng phải chấp nhận thôi. Chúng ta cũng không quá đặt nhiều hy vọng vào các game thủ phủi. Trận này nếu mà Chim Sẻ cầm mà như thế này thì chắc là bị ăn chửi lâu rồi. Nhưng mà thôi, anh em phủi thì chúng ta thay vì những cái lời nặng nề với nhau thì chúng ta cố gắng khích lệ hơn đi được không ạ? Đánh giao lưu chủ yếu là tính chất gọi là vui vẻ thôi, thắng thua nó không đặt nặng vấn đề lắm. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, tỷ số là 0-1. Ngày hôm nay thì xin mời anh em cập nhật quân và tỷ số bằng mồm cho anh em thôi nhá. Cập nhật quân bằng mồm và tỷ số bằng mồm thôi.
Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai. Nam ơi, anh xin lỗi. Thì vâng, anh ở boy đang chôn Nam. Vâng, Nam trận này thì cầm Max C đấy. Chúng ta sẽ đến với trận 2. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo này. Đây là một trong những trận đấu mà chúng ta có Max C trong tay của game thủ 1989 ở đầu cánh. Chúng ta có chim sẻ nằm ở trong cánh là người cầm AC. Bỏ chữ trực tiếp kiểu gì nhỉ? Chữ trực tiếp thì không bỏ được đâu anh ạ. Chữ trực tiếp là nó là mặc định đến từ Facebook rồi. Và nếu như mà chữ trực tiếp mà nó che vào cái khung thời gian ấy thì đã cắt thời gian xuống bên dưới cái chỗ mà anh em nhìn tên quân ấy. Nhìn quân là quân gì là đã có rồi, thực gỗ, tài nguyên với lại thời gian đã cắt ở bên dưới rồi. Nếu như mà che về cái mặt số dân, số tham thì chưa cắt anh ạ. Vâng, ra chụp hình với sẻ phát. Ok anh ơi, 176 nhá, đường Nguyễn Du nhá, cái chỗ chung cư Gia Thịnh Phát ấy, lên tầng 2 anh ơi. Bảng quân tỷ số thì bị lỗi anh ạ, ngày hôm nay không có bảng quân, em cập nhật mồm cho anh em nhá. Em cập nhật mồm cho anh em. Ở trong trận đấu này thì chúng ta, trong trận đấu này chúng ta đang thua một trận. Đây là trận đấu thứ 3, trận đấu chung kết. Ngày hôm nay thì chúng ta đã đánh 2C rồi, đánh 2C rồi mới lên được kênh anh em ạ. Tại vì em vừa tới, em đến Nghệ An tầm lúc gần 2:30. Bảng quân bị lỗi anh ơi, bảng quân nó bị lỗi nhẹ nhá, chưa có bảng quân. Vâng, bảng quân ở trong trận đấu này thì chúng ta có bên kia đó là hai Greg, một Min, một Sang. Chúng ta là AC Sammapper, quân này đánh giá thoải mái chúng ta luôn. Quân này đánh thoải mái luôn. Bên kia đó bạn có Sang nhưng mà lại chất quân còn lại đó là hai Greg và một Min. Và chúng ta thì có AC của game được chim sẻ. Có Phan Văn Đức là người cầm con Sumer. Vâng, và chúng ta sẽ đến với Pơ đi, thử Pơ nào. Vâng, trận đấu này thì chúng ta có một Pơ trong tay của game thủ Nam Sung Kiu. Pơ rất nhiều voi nhá.
địa chỉ ở chung cư Gia Thịnh Phát ở ngay Đại học Vinh anh em ơi. 172 Nguyễn Du. 172 Nguyễn Du nhá. Chung cư Gia Thịnh Phát, tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát anh em ơi, tầng 2 chung cư Gia Thịnh Phát. 176 Nguyễn Du. Vâng, tham 23 dành cho game thủ Nam Su Kiu. Vâng, bài này. Bài này mà đánh giải thì nó thật là con Pơ này thì mặc định ăn với lại tranh giải ép đời rồi. Bài 7 voi của Pơ. Vãi trưởng. Vâng, 7 voi của Pơ anh em ạ. Không biết là 7 hay 8 thì tôi đếm có sót con nào không. Vâng, 7 con voi. Quá kinh khủng và khủng tởm. Ở trận này mà đánh giải thì mặc định là ít nhất là phải ép đời. Đây là BM. BM của Nam Sokyu. Vâng, 9 bao nhiêu? Có lỗi gỗ không? Vâng, như vậy là 9-20. 23 dân, không đi dâng. Đánh tại nhà. Vâng, rồi đây, cảm ơn. Đây là màn hình máy của màu 3 đầu cánh. Đó là anh có tên là 1989 Max C. Trận đấu này thì chúng ta có hai chém. Vâng, đó là Mark Per. Vâng, hai chém Mark Per và con Samurian của anh Phan Văn Đức đánh cái gì đây? Vâng, đánh cung hay đánh chém? Đánh cung, ok. Như vậy là hai chủ lực của chúng ta ở trong cánh đều đánh cung cả. Chim sẻ là người cầm Messian đã kinh đời rồi. Chúng ta quay trở lại với màn hình máy của Nam Sông Kiêu để xem Nam chém. Vâng, đây là một trận thi đấu mà đầu cánh bài rất nhiều voi. Bài rất nhiều voi của Nam. Ăn nốt bảy hiệu này nữa, lực rất là siêu khỏe. Màu 6 đó là AD. AD GSC là người cầm con Minoan. Nếu như là Minoan này đánh cung là khả năng là chết luôn trong một nốt nhạc này. Chắc chắn là nếu như mà đánh cung là chết luôn, chết tươi luôn đấy. Đây đây đây, ui đang đốt lửa. Phút thứ 12 đã đốt lửa anh em ạ. Được, như vậy là tôi nghĩ rằng khoảng cách lên đời nó gần khoảng 2 phút rưỡi, 3 phút thế này thì chắc chắn là màu 2 này sẽ, à màu 6 này sẽ không có cửa anh em. Sẽ không có cửa. Kích 10 hơn ở đời 2, rất muộn dành cho AD GSC. Anh em kích rất muộn. Bảng tỷ số và cái bảng quân của em bị lỗi anh em. Ngày hôm nay anh em thông cảm cho em bị lỗi. Em sẽ cập nhật quân bằng mồm cho anh em. Minoan này là của màu 6. Đây cho các bạn hai người Rex. Người Rex có màu 5, màu tặng màu 7. Màu 8 là người cầm sang. Rồi màu 6 cầm Minoan này bị chém chắc chắn là sẽ chết rồi. Bài Pơ kích 9 thì không thể không chết được. Vâng, 2L bắt đều dành cho Nam Sokyu. Cố gắng mà chém fit 16 đi. Khả năng là chém thế thôi. Vâng, và sau cánh được không? Hay là như thế nào? Và sau cánh chưa hay là vẫn là quyết tâm đánh fit 16. 16 không lên đời thì thực sự là để mà có sát thương vào trong thì gần như là không có. Đây, đây là bài gỗ của 16. Dưới đây này, nhìn máy em này này. Đây 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 đây, bài gỗ đây, bắn đi. Vâng, bắn. Ăn thêm heal, thêm voi. Gia dụng lẻ dành cho Phan Văn Đức. Màu 2, màu 1 tức là Phan Văn Đức. Đang bắn dần ở bãi gỗ ở phía trong của game thủ màu 6. Nam Sokyu thì đang tiếp tục bỏ màu 6 vào trong cánh. Màu 5 trong cánh, 5 là Greg. Vâng, bãi gỗ không bo. 5 khả năng chết tươi luôn. 5 chết tươi luôn, vâng, chém 4 rồi. Công 4 của game thủ Nam Sokyu vào trong rồi. Đúng lúc này thì 5 có bánh xe và màu 5 đã và đang ăn thêm 7 heal ở phía ngoài nữa. Tham 33 thì cho Nam Sokyu. 1989 bên này đối đầu với màu 8 đó là cung sang. Sang trong tay của Aboy. Vâng, có vẻ như ông ta muốn bỏ màu 8 thì phải. Vào sâu trong đi xem nào, chim sẻ được rồi. Chim sẻ đang bị màu 7 vào trong bé bự. Chém thì là chém Greg thôi, không sợ. Vâng, với cái khả năng cầm cung và thủ lực của chim sẻ thì cái việc chủ nhà nó cảm giác rất là dễ dàng em ạ. Không có cửa để cho các bạn có thể công được quá nhiều và lấy được quá nhiều tham của chim sẻ trong những lọt nhà như thế này. 50-50. Vâng, 4 nhà BA đang bắt đều. Phan Văn Đức thì vẫn đang có tham lai là 35. Bắt đầu đi những tuần cung rò đầu tiên của mình. Màu 5 dummy. Màu 5 là Y-Greg thôi, Y-Greg không sợ. Ở bên các bạn trận này thì không có Y tuyển.
Màu 6 thì yếu rồi. Nam Tokyo thì đang có một trận đấu tham 37. Màu 5 đang ăn bắn được rồi. Rồi bắn được bãi quả. Tươi quá, vậy e hay quá nhá. Đây không phải là cầu thủ bóng đá đấy anh em, đây là game thủ top 1 trong tựa game biên chế này rồi, bị y đâm kìa. Có cần Đức bắn không Nam ơi? À có phù thủ rồi, có phù thủ rồi thì không sợ, phù được con y và chắc chắn sẽ thủ thành công trong tình huống này. Đội bạn mang sang nhà của Nam với 3 con y. Vâng, như vậy thì số là một đều ở trong trận đấu chung kết, trận đấu thứ 3. Và chúng ta đã giành chiến thắng với một trận quân chúng ta đánh giá là cửa trên. Tỷ số là một đều. Và bây giờ ta sẽ đến với bản lề ở trong trận đấu chung kết này. Và khi mà chủ tịch cầm chủ lực thì rất là yên tâm anh em ạ. Bên kia màu 6 không lên đời, một trận đấu tịt về khoản lên đời của màu 6 rất muộn. Một trận đấu có cảm giác đánh rất là nhàn. Đức đẩy cung là bắn được bãi quả của màu 5. Sau đấy thì đội bạn khuyết luôn. Cái lúc bắn được bãi quả là bạn khuyết luôn. Thế trận thực ra là thế trận là không cửa thua nữa rồi. Chim sẻ cầm chủ lực AC Dan ở phía trong. Persian khỏe nguyên nhà lên sớm nhất map. Màu 6 thì ngủ từ đầu. Màu 5 thì bị phù y khóa bài đông y. Bên kia thì Sen cũng không quá khỏe khi đối đầu với Maxe đầu cánh. Tỷ số là 1-0. Em sẽ cập nhật quân và tỷ số bằng mồm nha anh em ơi. Cái link cập nhật quân nó bị lỗi, anh em thông cảm một chút. Chúng ta sẽ đến với bản lề ở trong trận đấu thứ 3. Trận đấu có lẽ là cuối cùng. Bây giờ là 4 giờ rồi. Và sau khi trận đấy đấu này kết thúc thì xin phép anh em chúng em sẽ đi tham quan du lịch tại thành phố Vinh. Ngày hôm nay thì đêm nay thì Chim Sẻ và Nam sẽ ở lại Vinh để nghỉ một đêm. Anh em nào mà đang ở gần Vinh, ở gần với lại Đại học Vinh ấy, thì có thể đến đây để có thể giao lưu cùng với lại Chim Sẻ với Nam Tokyo và với Phạm Văn Đức. Địa chỉ chính xác là 176 đường Nguyễn Du nhá, chung cư Gia Thịnh Phát. Vâng, quán game đó là Hydra Gaming Central ở tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát, 176 Nguyễn Du, Bến Thủy, thành phố Vinh. Yes, yes. Yes. Chúng ta sẽ đến với trận đấu bản lề trong trận đấu chung kết này. Phạm Đức là cầu thủ bóng đá đấy anh em. Yes. Yes. Có lẽ là anh em không quá xa lạ và lạ lẫm với lại tiền đạo Phan Văn Đức nữa rồi. Vâng, Pan trong tay của Sẻ, màu 5 đầu cánh. Chúng ta cùng cho đội quân. NKS là ai thế? NKS đâu nhỉ? NKS là Nam Sông Kiêu anh em. Nam Sông Kiêu đấy. Vâng. Úi giời, quân này thì có lẽ là 2-1. Vâng, Pan Choi Si Sen. Bên kia là Greg Ia Fomin. Quân chúng ta đẹp hơn tầm khoảng 10 và 7. Chim Sẻ là cầm Pan. Vâng, Phan Văn Đức trận đấu này là người cầm Cho Son. Cho Son ở trong trận đấu này nằm ở vị trí đó là gần phía 4 giờ. Cho Son này sẽ dâng vào dâng lên trên hướng nhà của màu 6. Màu 6 là người cầm AC. Em sẽ cập nhật quân và tỷ số bằng mồm cho anh em nhé. Bảng quân ngày hôm nay đang bị lỗi. Vâng, Cho Son trong tay của Phạm Đức đang đẩy hưu về. Thao tác rất là nuột nhá. Số đầu là siêu đẹp rồi. Chúng ta sẽ đến với màn hình máy của Nam Song Kiêu. Đây là Nam sang. Bên phía của chúng ta là Pan Choi Chi Sẹng. Còn bên phía đội bạn là Greg Iamin Fo. Đội bạn có cung Fo và ba chém. Đó là Greg Iamin. Không biết là Min Hoan có đánh được cung hay không. Ok,
Như vậy là phía trên trách ra cái cánh rừng ở phía ngoài thì có thêm một bãi quả nữa, và Nam đã vừa thiết kế trước BS ở đấy rồi. Ta có câu voi về nhà chính trong tay của Nam Song Kyu. Con voi này là con voi mà sẽ giúp cho Nam ép đời 2 và đời 3 sẽ là ok hơn rất nhiều. Thì trận đấu này thì tạm thời thì đồ ăn của game thủ Nam Song Kyu cũng đã kẹp xăm kìa. Kẹp xăm đúng không Nam? Kẹp bốn kẹp. Bé bự, min kẹp xăm. Vâng, như vậy là chim sẻ đâu rồi? Chim sẻ. Min 6 giờ kẹp xăm. 8 biệt min à? Vâng, chim sẻ đang bảo là 8 biệt min. Nam Song Kyu là người cầm sang thì đương nhiên là sẽ đánh cung rồi. Rồi, voi đang cầu nốt về với nhà chính. Đây là chim sẻ đi, xem chim sẻ đi. Rồi, chim sẻ có quả phụ, có hai voi, có bầy hươu về nhà chính. Đời hai của chim sẻ, ui dồi ôi, lại còn hươu này. Đầy đô. Cố gắng ăn nhanh đấu đổ này. Tơ này thì chắc chắn là min fit luôn đấy. Bé bự bên kia chắc chắn là sẽ yếu vì kẹp giữa Pan và Sang, không thể sống được. Vâng, tỷ số đang là 1-1 anh ơi, đang sẽ đấu chung kết. Ngày hôm nay thì xin phép em cập nhật tỷ số bằng mồm cho anh em thôi. Tỷ số đang là 1-1. Đây là BB của chim sẻ và đây là BL của chim sẻ. Và đây là BM. Sẽ kích tầm khoảng 9-15, 9-20 dành cho chim sẻ ở trong trận đấu này. Một trận đấu mà đang sẽ cố gắng chém nhà kẹp xăm sớm để chém để khiến cho Minwan không đánh được cung A. Sẽ không cho Minwan đánh được cung A. Chào bác Nguyễn Trinh nhá. Tỷ số đang đánh trận bản lề trong chung kết anh ạ. Vâng, và tỷ số đang tạm thời là 1-1 về C. Chúng ta đánh 3 C. Anh ơi, ngoài có phải không anh cắm vào đây? Sập luôn. 2%. Vâng, 3 viran trong tay của game thủ chim sẻ thì đang cố gắng tìm màu 4. Chém nhanh màu 4 nào. Hai voi này. Gặp kìa. À, không thấy hai voi này à? Đây. À, kín. À, nhà điều kiện. Nhà điều kiện đến từ bé bự. Vâng, bị chia sẻ chọc rất là nhói. Vâng, kích gần 12 đấy. À, đánh cung ạ. Như vậy là kích gần 12 đánh cung đến từ bé bự màu 4 và màu 1 là người đang chém ra. A-Boy. Vâng, A-Boy là người cầm con Greg. Greg của A-Boy. Xem Nam nào, Nam bắn được cung T không? Nam đẩy T, Nam bao đẩy T xuống tới nhà của game thủ bé bự người cầm Min Hoan đánh cung A rồi. Ở bên này thì Nam sẽ dí vào. Sẻ thấy những bãi bông bo nhỏ không? Đỉnh 6 giờ Nam ơi. Đỉnh 6 giờ có cái bãi bo nhỏ sẽ đang chọc. Nhưng mà bãi này T xuống thì cũng không bắn được nhiều. Vâng. Đấy, sát mép đấy. Ở nhà thì sẻ đang mất tay. Bắn dân Nam ơi. Rồi bắn dân đi, lạc đà sẽ chém đi. Chém nhanh nào, vẩy vào, bắn dân kìa Nam kìa. Không cho sửa, quyết tâm không cho sửa. Vâng, vẩy tiếp. Vâng, tiếp tục vẩy. Vâng, được mất rồi. Tạm thời thì bạn vẫn thủ được, vâng nổ. Nam dí con tê vào tí nữa. Nó vẩy nhà cứng hay sao kìa. Không cho đóng nhà cứng, không cho đóng. Vâng, tiếp tục đi e. Bộ bối vẫn đang rất trì trong tình huống chủ nhà.
ở trong họ bo mất rồi. Ồ, nó vẩy nhà cứng mất rồi. Khả năng chỗ này phải có khung R lên. Nam có khung R chưa, dí lên luôn thì sẽ bắn fit được cái hốc này của M4. Đây là người cầm cung chủ lực Zidane của chúng ta. Anh 1989. Vâng, sinh năm 89 thì sẽ là tuổi rắn à. Tuổi rắn. Đang bị đi vào trong khu vực ruộng chính. Và bây giờ thì những con đờ nở ra thì sẽ cố gắng để thủ nhà. Tên quân của bạn không có quá nhiều, hai con chém và một con giò thôi. Đây là Phạm Văn Đức. Vâng, Phạm Văn Đức đang dâng lên rất cao. Thấy màu 2 trên đỉnh ngay giờ, đó là Yamato. Màu 1 ở vị trí tầm khoảng phía 10 giờ dâng lờ. Màu 1 là Greg dâng lờ. Vâng, tuổi tị và gã sẽ tránh anh Đức nhá. Đây là màn hình máy của chim sẻ. Xem chim sẻ nào, một dâng lờ đấy, bắt hết vừa chém của Greg luôn. Bắt bằng sạch luôn. À chả bị dummy nữa. Dummy này thì phải gọi cung sang ra mà bắn. Nam sao rồi, bắn fit được cái hốc này chưa? Khá loay hoay và vẫn chưa bắn fit được cái hốc này. Cái hốc rất kín và không dành cho game thủ bé bự. Và ngày hôm nay thì chim sẻ và Nam Soku đang có mặt tại Nghệ An để giao lưu cùng với lại anh em trong cộng đồng đế chế của Nghệ An. Anh em nào mà đang ở gần với lại thành phố Vinh thì chúng ta có thể di chuyển đến địa chỉ đó là 176 đường Nguyễn Du. Chúng ta có thể giao lưu cùng với chim sẻ Nam Soku và cả Phan Văn Đức nha anh em. Chúng ta có thể giao lưu chụp ảnh và tỷ số sẽ là 2-1. Ok, tỷ số đã là 2-1 rồi. Bảng quân thì ngày hôm nay thì em xin phép anh em là em sẽ cập nhật quân bằng mồm và tỷ số bằng mồm cho anh em. Nó bị lỗi anh ạ, không có được. Vâng, trận đấu trước và trận đấu này bên phía đội bạn đều có một người không lên đời. Và trận này thì đó là màu 4 không lên đời của bé bự. Vâng, tỷ số là 2-1 rồi. Chúng ta sẽ đến với chung kết sớm của đội bạn ở trong trận đấu chung kết này. Hãy trả về Vinh quê mình ạ. Chuẩn anh Bắc Đức Anh ơi, Bắc có đang gần ở đường Nguyễn Du không? Ở cạnh Đại học Vinh không? Đến đây để có thể giao lưu cùng với anh em luôn, cho nó vui. Vâng, tối nay thì không biết là chủ tịch sẽ vâng cho tôi đi tiêu tiền ở đâu đây. Đang rất là hồi hộp và tò mò. Anh em ở Vinh thì lúc nãy cũng đã giới thiệu một số những tụ điểm tiêu tiền rồi. Tối nay sẽ đi thôi. Đấy, cái góc này đang hơi nhỏ. Anh Bến Thủy luôn à? Ơ thế anh đến 176 đường Nguyễn Du đi. Mình ở gần nhưng sang phía ngoài rồi. Ok anh. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết sớm của đội bạn nào. Chung kết sớm. Thắng thế này là nghỉ à thế? Đánh tiếp chứ. Yes. Yes. Start the game already. Vâng, ok anh Tú Nguyễn nhá. Em chào bác cơ Nguyễn Văn Đông. Rất cân. Quân Greg của Nam. Đấy thở dài, thấy anh em thở dài rồi. Ây trời, ơ quân này đánh cả đời. Quân đánh cả đời anh em ạ. Chúng ta là Pan Xem Phô Greg. Bên kia là EIC Xem Hit đánh được. Quân này chúng ta có gì đâu. Ông tạ Nam ông cầm Greg thì thế thôi, có gì đâu. Nam từ này fit cũng được. Chỉ cần chim sẻ với lại Phan Văn Đức với lại 1989 thi đấu là được rồi. Bên kia thì là EIAC Seng Hit. Còn chúng ta đó là Pan Seng Phô Greg. Đây cái tứ tuyển hơn mỗi con Greg thôi. Con Greg này xét thành con AC rồi, à thành con IA là cần chặt. Không sợ gì cả. Hai chém tuyển đó là Pan và gọi xin phép gọi Greg là chém tuyển luôn. Pan Greg là chém tuyển, Seng Phô cung tuyển. Đấy, bắn nhau với bên kia, AC Hit cung và Seng IA chém. Chưa tối mà đã đòi nhậu hả Mạc? Em đâu, em đang lên lịch sẵn chứ anh em. Vâng, làm người là nên là có kế hoạch đúng không ạ? Nên là em đang lên kế hoạch sẵn vậy thôi chứ đã đến giờ đâu. Mới chỉ lên lịch sẵn vậy thôi anh em ạ. Quán tên gì nhỉ? Quán là ở tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát anh ạ. Tên quán đó là Hydra Gaming Central. Hydra Gaming Central anh em nhé. Ở tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát. Chung là cũng rất là dễ tìm thôi.
em chưa đến đây lần nào, nhưng mà từ Hà Nội về bắt là xuống xe ở chỗ gần đền ông Hoàng Mười thì phải. Sau đây bắt taxi về đây, xong thấy chung cư Tô Đùng nó là lên tầng 2 luôn, rất dễ tìm. Quay máy xẻ Đan ơi, ok anh nói chuyện sang màn hình máy của chim sẻ. Đây là màn hình máy của chim sẻ. Chim sẻ đang có một trận đấu cầm Pavera, đã có voi, có quả phụ và đã có hiệu đây rồi. Ok. Ui rồi ôi, đầu cánh fit. Đầu cánh của chim sẻ sẽ thông. Và tự tin khẳng định như vậy luôn, mặc dù bên phía bạn cũng là tứ tuyển. Ở trận đấu này thì Phan Văn Đức là người cầm màu 7 và đang báo về là xem xấu. Vâng, xem xấu anh em ạ. Thôi không xem Đức nhiều vì bài xem của Đức xấu. Xem mấy ông quân khỏe và quân tuyển và bài khỏe. Vâng, anh em khán giả tối mà giao lưu rượu mỗi người một chén thì chắc là sẽ say đến tuần sau à. Chuẩn anh ơi. Không về bác ơi, chủ mỗi mặt về thôi, còn Hải Bado không về. Bài này không kích người sớm thì hỏng lắm. Bài ông sẻ này á, bài ông sẻ này phải kích cuối đầu 9 anh em. Đầu 9 bài này. Thực ra là bài này kích đầu 9 cũng không dễ đâu vì đồ về là muộn. Nhưng mà tôi thì vẫn thích tạo cái điều kiện để cho sẻ nó thi đấu nó khó khăn một tí. Giả sử như nó chỉ kích được 10 thì bắt nó phải kích 9-30. Nó kích 9-30 thì bắt nó phải kích 9. Và cảm ơn bác Doãn Thủy đã vừa gửi tặng 500 sao nha anh ơi, cảm ơn anh rất nhiều. Tối nay sẽ ra Mường Thanh rồi, nãy em cũng đi ngang, thấy Mường Thanh khá gần đấy. Vâng, nãy em đi ngang cái đường Nguyễn Du đây, đâu hình như là đầu đường Nguyễn Du, là không biết đầu đường hay cuối đường ấy. Cũng có cái Mường Thanh Tô Đùng. Vâng, như vậy là kích đời 73X, như vậy là 9X lên đời. Mười sớm của Pamela trong tay của chim sẻ. Mường Thanh sáng lắm à. Đánh ở Hydra Gaming Central anh ơi, ở 176 đường Nguyễn Du. Tối rủ sẻ đen thịt chó, thực ra thịt chó ở chỗ nào chẳng có. Không biết là thịt chó ở Vinh nó khác thịt chó ở Hà Nội, ở Thanh Hóa hay không, chứ còn muốn ăn những một cái món mà ở thủ đô nó không được tươi ngon anh em ạ. Tỷ số đang tạm thời là 2-1 đấy công đội ơi. Tỷ số đang tạm thời là 2-1. Chúng ta đang hòa một đều về C và đây là C đấu chung kết thì tạm thời đang dẫn 2-1. Chắc chắn là sẽ kích tầm khoảng cuối 9 đầu 10. 9-3-7 lên xong. Cộng thêm 25-30 giây thì sẽ là cuối 9 đầu 10. Vâng, như vậy là 10-0-3-0-4 thì đó với bài 19 dân. Bảng quân bị lỗi anh ơi, em sẽ cầm những quân bằng miệng cho anh em. Nam Sâu Kiêu hưởng break. Vâng, ui ơi. Vâng, như vậy là đang định đóng nhà điều kiện thì cái con ngựa giò của màu 3 xuất hiện luôn. Chúng ta sẽ cố gắng để vẩy e giữ dân. Chuyển sang với màn hình máy của Nam. Nam này là người cầm break, xem 1989. Cầm phô đánh ở trong cánh, cái thế chủ lực rất đẹp ở phía trong. Quan trọng là cái vị trí đẹp nhưng không biết thế là như nào. Cũng có một trận thi đấu mà anh 1989 cầm chủ lực bị đội bạn móc lên móc xuống mà thua trận đấu đó, cũng ở góc này đây, cũng ở góc 6 giờ đây. Đang đánh ở Hydra Gaming Central ở 176 đường Nguyễn Du nhá, ở phường Bến Thủy nha anh ơi, ở ngay cạnh Đào Vinh luôn. Sẻ đang có chọc dân của màu 4 đó là Yamato. Vâng, đây là một trong những cái bãi quả, một trong những khu vực dồn lực của Yamato. Chim sẻ đang cố gắng vắt 2L đều. Ngựa giò chim sẻ thì là câu giáp đầy đủ. Đang ở Bến Thủy đây. Thế thì bác Lê Vân đến với lại địa chỉ đó là 176 đường Nguyễn Du đi. Vâng, đến để giao lưu với anh em trong team. Giao lưu chim sẻ, giao lưu với Nam Phục Kiêu.
bảng Quân bị lỗi nha, ngày hôm nay bảng Quân bị lỗi, anh em thông cảm nhé. Em sẽ cập nhật Quân bằng miệng cho anh em. Quân và tỷ số bằng miệng cho anh em. Tỷ số đang tạm thời là 2-1, chúng ta là dẫn 2-1. Về C thì là một đều về C, và đây là C đấu thứ 3, C được gọi là C chung kết. Và về tỷ số ở trong trận đấu chung kết thì đang tạm thời dẫn 2-1. Về chất Quân thì chúng ta đó là Sangpho, Greg, Pan. Bên phía đội bạn là tứ tuyển, đó là EIC, Seng Hit. Vâng, đang cố gắng chém fit tân dân này của màu 4. Vâng, bây giờ sau khi ăn hết quả đang ra ruộng. Đây là màn hình máy của Nam SoQ, timeline 27 của Nam. Vâng, đang cố gắng để chọc dân của mùa một đánh cung ở trên đỉnh phía 12 giờ. Quyết đi Nam chém được cả dân mùa 2 đầu cánh nữa. Bên phía đội bạn thì mùa 2 đầu cánh, mùa 4 đầu cánh, mùa 3 và mùa 1 là hai nhà trong cánh. Foresian giao đỉnh 6 giờ thì đang cố gắng để bảo thủ nhà trước mùa 3. Mùa 3 là người cầm xe đánh chém lên rất sớm. Vâng, game thủ Phan Văn Đức thì cũng đang có một tham lai là 20 của người đi dơ Nga của gần xa. Đây, đây là dân hoa của mùa 3. Vâng, dân hoa của mùa 3 đến từ ADGSC. Chim sẻ tham lai là 30. Mô ba đang có một bài gỗ rất to ở đây và một tình huống kene không lọt được ở trong có gỗ 40. Phan Văn Đức sẽ là người đi bắn phù ở trong phía 9 giờ. Vâng, bắn 1 giờ à, như vậy là bắn màu 2. Đây là màn hình máy của người cầm chủ lực của chúng ta, 1989, timeline là 50. Vâng, xem Đức đi, xem Đức bắn tân dân này. Màu 6 bắt đầu đi và đang bắn được dân ruộng chính của 4 rồi. Đang bắn ruộng chính rồi này. Màu 4 bay hết ruộng rồi đấy. Vâng, tách một con cung rờ vào đây. Phù đội bạn đang đứng hết ở trong góc này. Đây là màn hình máy của chim sẻ. Sẻ đang chém vào dân 3. Vâng, đang đẩy ở 4 đi rồi, bắn bay phù đấy. Có thấy nhiều phù ở 4 đâu nhở. Vâng, tỷ số là tạm thời là 2-1 anh em ạ. 2-1 ở trong trận đấu này. Đang tăng điên cuồng. Vâng, đã có đổ máu chưa? Hình như là chưa có đổ máu, thậm chí là còn chưa có BC. Bên này chim sẻ đang chém sang nhà thứ 2 rồi. Ở phía trên đỉnh 12 giờ là mùa 1 cung hit. Đầu cánh màu 2 là người cầm Acidian. Đây cung hit đây, đông lắm. Rất đông. Tối này thì chim sẻ quyết định lao vào. Vâng, chim sẻ quyết định lao vào. Vâng, đội bạn đang phá E để giật cung R vào xong. Tối này liệu rằng có lọt vào được trong hay không? Phan Văn Đức có vào được đây không hay không? Vâng, như vậy là màu 2 đang cứu ở phía sau. Chim sẻ đang vào rồi, lạc đà công 4 bổ được rất nhiều cung R của game thủ Aboy. Vâng, đã ốp được BA của Aboy rồi, vào trong an dân. Vâng, Phan Văn Đức thì vẫn đang cố gắng cầm chân màu 2 bên ngoài, hai sang cứu nha, cẩn thận nhá. Đơn này là chim sẻ khả năng cao là sẽ bắt hết lạc đà nếu như mà không giữ thật khéo. Màu 1 thì đang bị chết rất nhiều dân. Vâng, chim sẻ đang vào trong và đang skin được rất nhiều dân của Hitty. Cố gắng chém nổ ruộng mà lao vào. Tiếp tục nhau sâu vào. Tiếp tục chém. Ở nhà đang bị màu mấy chơi đấy? Màu 4 chơi à? Chim sẻ nhà đang bị màu 4 công phủ hay là chơi gì đó kìa. Vâng, quanh ruộng ở nhà đang bị chơi. Vâng, chạy dần luôn. Màu 6 đó là đồng đội. Timeline là 79. Vâng, timeline 79 đang đứng đang đẩy một tên cung đờ siêu to lên phía trên. Vâng, màu 1 đang chết rất nhiều dân rồi. Chim sẻ lọt vào một tên đang chém rất hay. Màu 2 xuất hiện rất đúng lúc. Nếu như màu 2 không sang thì tôi cam đoan với anh em luôn, một fit hết dân. Tạm lại 32 của Pamidan công 4. Lạc đà đã có đầu máu công 4.
thoát ra được không? Tầm này phải thoát ra. Tầm này phải cố gắng thoát ra ngoài. Du. Thoát ra. Không thoát được nhiều. Và cùng là bạn đang nở ra và cũng đang có những tình huống vướng là không thoát ra được. Giấu hai là đà này để lát nữa quay lại chém dân của mùa 1. Bên này thì chủ lực của chúng ta tham lai đang là 90. Đang nốt BL của game thủ mùa 4. Nam Soul Kill là người cầm Greg, tham lai đang là 20. Trong góc 3 giờ đang bị nhấp nháy. Vâng, Phan Văn Đức tham lai là 31 của người đi sơ Nga. Ăn máy quả đấy cũng được. Vâng, đóng BC. Vâng, như vậy là chỗ này có một ai đó đang ăn máy quả rồi. Vâng, Đức đang bắn lại mùa 4. Rất hay. Vâng, không bắn vội nha. Dí cung G vào sau đấy thì bắn đứng giữa ruộng và bắn. Rất tinh tế. Ở trong góc có cả mùa 6 đấy. 6 đồng đội và trong góc có cái khu vực nhà P của mùa 4. Tham lai là 34 của game thủ Phan Văn Đức. Chủ lực của chúng ta tham lai đã là 100 rồi. Vâng, 2L thì vẫn đang vắt siêu đều của chim sẻ và tiếp tục chém lại mùa 3. Vâng, tỷ số thì đang tạm thời là 2-1 nha anh em ở trong trận đấu này nhá. Một đều về C. Và trận đấu chung kết này đang tỷ số là 2-1. Đây bản đồ dành cho chim sẻ. Vâng, tiếp tục bút đồ ngược lại cho đồng đội. Mùa 3 thì đang tắc lạc đà ở đây. Vâng, Đức đang gom được cung R rồi đấy. Đức đang gom được cung R rồi đấy. Rất hay. Chỉ cần tầm khoảng 15 dân 10 đến 15 dân ăn đồ là sắp được đều cung thôi. Đơn giản. Chia sẻ tham lai 34 vẫn đang giấu được con lạc đà ở phía trong. Vào xem bay gỗ. Vào xem bay gỗ của mùa 1 ở phía trong. Vâng, họ biết mất rồi. Mùa 4 thì đang có một cái hốc nhưng mà cũng đã bị bắn đi bắn lại mấy lần rồi. Có lẽ là không có nhiều phủ ở đây nữa đâu. Không sóc nhiều phù nữa, mà bố yếu rồi. Bên này thì Nam Sung Kiêu tham lai là còn 6 thôi. Chúng ta có siêu chủ lực tham lai là hơn 100. Ơ, dân 4 kìa. Xong luôn. Vâng, feed luôn. 7E bắn feed luôn. Vâng. Đức đang có tham lai 36 này. Tham xá khá to này. Vâng, Đức có lên chặt có 2 không? Anh em nào cho Đức chăm gọt thịt cho lên chặt có 2 bắn cho sướng không? Còn BM không nhờ, chắc là còn chứ. Sẻ tham lai 39. Vâng, sẻ vẫn đang rất nhiều quân. Đợi một tí nha, đi bình tĩnh thôi. Chim sẻ đang bị lọt nhà một tuần nhẹ. Đây là màn hình máy của Phan Văn Đức, tham lai 41 rồi. Ở tên này là tên đừng xong quân lên chặt có 2 Đức ạ. Cái quan trọng là lúc ốp là chưa có chặt có 2. Ơ, mùa 2 đẩy 6 nhá. Mùa 2 đẩy mùa 6 đấy, để tới nhà mùa 6 rồi kìa. Để quân đi ốp kìa, lạc đà đâu rồi, nhanh lên. Lạc đà sẽ bắt đầu tới rồi. Vâng, nó bắt đầu chài. Cái tên quân đi công thì cũng không quá nhiều. Là đà công 4 đầu máu lao vào bổ. Cung đội bạn thì cung là cung 2 cung tuyển hay chi với tì. Ui, là đà chém kìa. Vâng, có cả Nam Sâu cứu ở trong nhà nữa. Rất hay. Đây là Phan Văn Đức. Bắn đi anh ơi. Vâng, bắn vào không phải điều đâu. Dí nguyên vào bắn. Là đà sẽ làm hết rồi. Ở nhà đỡ thoải mái. Cung đội 1-2 bắt đầu bỏ chạy trong tình huống vừa rồi. Khi không ốp được nữa, chia sẻ đang lao vào bổ. Lạc đà 3 người đà nó quá khắc bọt ở trên những giao tranh anh em ạ. Lạc đà công 4 đầu màu quá khắc bọt, màu 2 hốc nhỏ thôi, thắng trận này là thắng chung cuộc. Vâng, vào trong, dân màu 2 chạy hết rồi. Nam quản vị trí ở khi mất rồi. Vâng, tỷ số là 3-1 ở trong xe đấu này. Như vậy là 2-1 về xe, chung cuộc chúng ta thắng 2-1. Vâng, có vẻ như là kèo đấu này sẽ kết thúc ở đây và chúng ta hãy chờ đợi đến một kèo khác. Không biết là bây giờ các em chủ ta có sắp xếp thêm một kèo khác hay không. Đội bạn không ốp được nhà mùa 6 khi đi quân quá là bé. 30 đa và chim sẻ thì anh em biết rồi. Để cho chim sẻ và tham lai gần 50 thế này thì làm sao mà đỡ được. Quá kinh khủng. Tỷ số là 3-1 ở trong trận đấu chung kết này. Chúng ta sẽ đến với một kèo khác, anh em chờ đợi nhá. Yeah.
anh đứng góc kia, anh chụp cho mấy tấm chụp ảnh ấy. À tí nữa để tí nữa vào trận đấy, tại vì điện thoại em hết pin rồi nhá. Vâng, em biết rồi, em đang nhờ chụp ảnh mà, chụp ảnh anh em lúc thi đấu. Bây giờ thì anh em lại cầm điện thoại chụp nó không đẹp, để lát nữa lúc đánh game anh chụp cho mấy kiểu nhá. Anh em chờ chút nha, ta sẽ đến với một xe nữa. Anh em chờ tí, sẽ đang có mấy xe nữa anh em ơi. Vâng, chúng ta sẽ đánh một C nữa anh em ơi, giao lưu với anh em Nghệ An một C nữa. Dinh nhá. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong xe đấu cuối cùng ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Yes.
gà cơ. Vâng, bên kia thì A-Boy đang chat là phút thứ 20 rồi đánh anh, tạt sớm rứa. Tạt sớm thế đấy. Chúng ta sẽ đến với những trận đấu đầu tiên, trở xong trận đấu cuối cùng nha anh em ơi. Bây giờ thì mới 4 giờ 40 rồi, đang sớm quá. Sao nhỉ? Ở bên phía đội bàn chắc là đang bàn lại phần chiến thuật à? Đang chiến thuật thì sao ấy? Hơi lâu. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu cuối cùng. Yes. The game already. Yes. Vâng, xúc nào, như vậy là Greg trong tay của chim sẻ. Chúng ta cùng chờ đợi Quân ở trong trận đấu đầu tiên của trận đấu cuối cùng này. Vâng, như vậy là bên phía bạn có Sang, Sam Egypt, Sang và Kata. Quân chúng ta cũng là quân bình thường. Có Pơ, vâng, có AC, có Greg và có Babylon. Quân này thì chúng ta sẽ theo dõi màn hình máy của AC và Pơ thời điểm đầu. Xem sao tác tài của Đức cho nó hoành tráng nào. Bãi quả 6 cây, bố đầu ok. Nền đất xanh nằm vị trí đầu cánh. Persian này cố gắng là ép đời thật tốt. Khi mà ở trong cánh là màu 8, đó là Babylon. Đó sẽ là một trong hai cung. Cánh bên kia thì có game thủ 1989. Đó là người cầm Acidan chủ lực ở trong trận đấu này. Và sẽ là người đánh cung đầu cánh. Và trong cánh chim sẻ là người dâng hộ. Đó sẽ là người dâng ra bên ngoài. Oklahoma?
Bảng quân thì ngày hôm nay sẽ bị lỗi anh ạ, cho nên em sẽ cập nhật quân bằng miệng cho anh em nhé. Quân thì bên phía các bạn thì màu 1 là người cầm Summer, màu 2 là Egypt, màu 3 là bé bự là người cầm Sang, và màu 4 đó là A-Boy là người cầm Catanian. Chúng ta có chim sẻ là người cầm Greg Obsidian của màu 6 đó là 1989 nữa. Và màu 5 đó là game thứ 5 SoQ thì là màu 8 đó là game thứ 5 SoQ thì là người cầm con Baby Lord. Và cuối cùng đó là game thủ Phạm Văn Đức là người cầm Persian là Cowboy. Đấy rồi, Đức ngày hôm nay thì lấy tên đó là 111 anh em ạ. Đức là Cowboy rồi, con voi đã về với nhà chính rồi, tạo tác khá luôn. Tỷ số tạm thời đang 2-1 với C và chúng ta đến với trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ tư. Xem sẻ nào, đây là màn hình máy của chim sẻ đang cố gắng đẩy hươu về với nhà chính của mình. Sẻ chết dân à? Như vậy là sẻ vừa chết một dân ở phía ngoài khi mà gặp sư tử. Vâng, dân đã phải nằm xuống rồi. Solo sư tử chết dân đó. Nốt C anh em đi giao lưu rượu là đẹp chuẩn anh ơi. Nốt C giao lưu rượu là đẹp rồi. Nốt C thì sẽ rơi vào tầm khoảng 5 rưỡi một tí. Lúc đấy là bắt đầu di chuyển sang quán nhậu, xong đấy thì tầm khoảng 6 giờ là bắt đầu nhấm nháp. Và tầm 6 rưỡi 7 giờ là bắt đầu vào tiệc chính là được rồi. Đây là Obsidian trong tay của 1989. Voi về nhà chính, hươu về nhà chính. Dừng thông. Vẫn còn voi ở phía ngoài nữa. Vâng, bài khá nhiều voi. Sơ sơ là bài 3 voi cộng với bãi cỏ phụ ở trong sắp làm đồ dành cho 1989 trong trận đấu này. Trực tiếp anh ơi, quay lại đâu để trực tiếp chứ. Vâng, như vậy là đánh 26 dân thì kích đời 8 không ít dành cho game thủ màu 6 ra đến với chim sẻ người dâng lờ. Trận đấu này thì chim sẻ kích lại đời kìa. Kích đời lại sao đời xéo ơi. Vâng, như vậy là một huống mà kích hơi xịt tay của chim sẻ mất tầm khoảng 10 giây. Vâng, kèo dưới đây bình luận viên, đây là kèo giao lưu với anh em đế chế ở Nghệ An anh em ơi. Hôm nay thì chim sẻ Nam Su Kiu vào trong thành phố Vinh giao lưu với anh em tốc phủi ở trong đội hình đế chế của Nghệ An. Tối nay thì chia sẻ và Nam Su Kiu sẽ ở lại game một đêm và ngày mai sẽ quay trở về. Chim sẻ đang cố gắng đi dâng rất là cao lên phía trên. Nam bên này thì đang đóng nhà điều kiện. Vâng, đầu gánh của Nam đó là Persian tay của Phạm Văn Đức. 27 dân. Vâng, chim sẻ đã kích đời rồi. Chúng ta thì trận đấu này thì ép đời đều bình thường cả, cũng không có quá nhiều đồ ăn để chúng ta có thể ép được tốt. Và đặc biệt là game thủ Nam Su Kiu và đánh cung thì đánh nhiều dân đánh đời muộn. Chim sẻ cầm Greg trận đấu này thì bài vừa bình thường chết dân, cho nên ép đời cũng không có được tốt cho lắm. Vâng, Phạm Văn Đức thì cầm Persia để kích đầu gánh bên kia, kích tầm khoảng 11. Đang hiện tại thì đang ở Hydra Gaming Central anh ơi, tầng 2 của chung cư Gia Thịnh Phát. Chúng tôi ra tỉnh Phát nha anh em.
Merchant. Ero, Alamaz, Papadakis, 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 Laura, Alamaz, Iso, Iso, Papadakis. Chụp ngang ra anh ạ, chụp quay mà. Alamaz, Laura, Eutonic, Rogan, Alamaz. Vâng, đây là màn hình máy của game chim sẻ. Màu một đầu cánh, màu một bên kia đó là con Sumerian. Chim sẻ thấy nhưng mà bỏ qua màu một luôn. Vâng, sẽ cố gắng để công ở trong cánh. Màu ba đó là bé bự, là người cầm sang, nằm ở trong cánh ở trong trận đấu này. Vâng, Sen đang bo nhỏ những cái bay gỗ của mình. Đây là một vị trí ăn quả này. Ờ, màu một thấy rồi. Vâng, như vậy là chim sẻ sẽ mất bãi quả này. Chắc chắn sẽ mất. Chắc chắn sẽ mất bãi quả ở đây. Vâng, sẽ chạy luôn dần đi, không dám đứng lại ở đây nữa. Vâng, đứa bạn đang cố gắng tìm dân của chim sẻ, may rồi đứa bạn không có giò. Đứa bạn chỉ đi giò bằng lạc đà thôi, mà bốn ở trong cánh. Số 6 game thủ 1989, người cầm cung chủ lực Asidian bắt đầu có cung và bắt đẩy ra ngoài. Vâng, mà một thì là người đầu cánh, chim sẻ thấy nhưng không trọng nhiều vì đó là dân Summer. Vâng, Đức đang chém người dân của màu 2 này. Ở nhà thì cũng đang bị màu 2 chém và ăn miếng trả miếng thôi. Chủ lực của chúng ta đang khỏe nguyên, tham lai 40. Nam Tokyo bên này tham lai là 29. Đang bị màu 4 công nhẹ vào trong. Chúng ta mất khoảng 2 dân trong tình huống này. Màu 4 tiếp tục đẩy lạc đà rất là đều vào trong nhà của game thủ Nam Sokyu. Đây có đang 2L là bắt rất đều đến từ A-Boy. Bắt siêu đều luôn. Cố gắng về để mà không cho đỡ bạn. Và như vậy là quyết tỷ số là 0-1. Trận này chim sẻ yếu quá. Anh Liên ơi, bảng quân nó bị lỗi anh ạ. Hôm nay thì em sẽ cập nhật quân bằng bằng miệng cho anh em thôi. Bảng quân với tỷ số em cập nhật bằng miệng cho anh em. Tỷ số là 0-1 anh ạ. Tỷ số là 0-1 ở trong trận đấu cuối này. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 2 ở trong trận đấu này.
Anh em chờ chút nhá, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai. Vâng, trận đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên kia đang vào mạng, tỷ số là 0-1. Đây là trận đấu cuối. Yes. Xuống nào. Yes. 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 Vâng, hit đi trong tay chim sẻ đầu cánh. Chúng ta có sen. Vâng, chúng ta có hit, có cho, có sen và có Kata hai chém hơi cùi. Bên kia thì chém cũng có một pơ. Vâng, và con Greg gặp với lại con pơ là hai chém bên kia. Sam và Egypt khả năng cao sẽ là hai cung. Chúng ta có chim sẻ cầm chủ lực, cầm hit đi. Thế nhà thì là một cái nhà khả năng sẽ là thế nhà xấu, rất xấu. Bên lượt viên cập nhật lại thông tin kèo này đi. Kèo này thì là kèo giao hữu của Nam Sâu Cưu, Nam Sâu Cưu, chim sẻ, Phan Văn Đức thi đấu với anh em top phủi của Vinh. Hiện tại thì anh em đang có mặt ở thành phố Vinh, Nghệ An. Ngày hôm nay thì chim sẻ và anh em trong đội ngũ chim sẻ studio sẽ ở Vinh chơi một hôm, sau đó thì ngày mai sẽ về. Anh em nào mà ta đang ở gần với lại Bến Thủy, gần với lại đường Nguyễn Du thì có thể đến địa điểm quán game Hi Hydra Game Central để có thể giao lưu cùng với chim sẻ với Nam Thu Kiêu với Phan Đức nha anh em nhé. Chúng ta sẽ thi đấu một giây nốt giây này nữa, sau đó thì chúng ta sẽ tạm nghỉ và sẽ chuyển sang giao lưu về cồn. Về cồn anh em ạ. Giao lưu chế 50% và giao lưu cồn là tầm khoảng 50% nữa. Đây là bài hưu đầu dành cho chim sẻ. Chúng ta có sang. Đối với màn hình máy của sang trong tay của game thủ 1089 màu 3 ở trong trận đấu này. Chim sẻ trận này thì cầm cung kiển rồi, gần như là mặc định sẽ đánh cung. Màu 2 đó là Phan Văn Đức là cầm cho son. Và màu 1 là Nam Sơn Cưu. Và gặp hai sư tử và chết dân ạ. Hơi tiếc trong trận thi đấu này dành cho Đức. Đây là Nam. Không anh Hiệp ơi. Và có voi và có quả dành cho Nam ở đây. Hai voi luôn. Nam đang bị mít đè nhẹ. Một tình huống đau nghe hơi chậm dành cho Nam. Rồi, một pha câu hai voi. Vâng, như vậy là hai con voi này khá là ngoan. Nó quay đầu nhưng mà nó lại không phải là quay đầu về mà quay đầu đuổi sang chuyển hướng công sang con dân bên kia. Rất ok. Và bây giờ thì đóng nghe để đảm bảo nông dân thứ 21 được nở ra dành cho Nam Sâu Cưu ở đây. Bãi quả đầu hơi chối một chút anh em ạ. Đây là màn hình máy của game thủ chủ lực của chúng ta. Một trong hai chủ lực của chúng ta. Sen của game thủ 1989 có voi có quả ở vị trí này. Chim sẻ thì đang có một trận thi đấu một cầm hit team. Em chào bác Trung Vinh nhá. Cái bản quân thì bị lỗi nhỉ, bị lỗi do máy ở đây nên là anh thông cảm nhé. Em sẽ cập nhật quân bằng miệng cho anh em. Bên phía các bạn đó là Sam Greg Zipper, chúng ta là hit cho Sen Kata. Sẻ nó uống được nửa lít cồn thôi anh em, hơn anh ạ. Hơn. Nếu mà nói về độ cồn thủ thì sẽ là một trong những game thủ hàng đầu rồi. Trong đội tài xế Việt Nam thì nếu mà thời điểm đang thi đấu đỉnh cao thì
Nếu mà về cồn thì có ai nhỉ? Đỉnh cao bây giờ đang ở đỉnh cao ngày xưa thì có Gunny, khỏe, quản bia, nhưng bây giờ thì cũng yếu rồi và cũng ít thì nó đỉnh cao này loại ra. Hoàng Mai Nhi cũng khỏe. Một số game thủ về bia thì cũng tệ, sức khỏe và tệ uống bia chỉ uống no thôi đấy. Còn nếu mà rượu thì ai thì Hào, Mạnh Hào, còn một game thủ uống rượu bia khá là đồng đều. Bên bên phía Ego thì game thủ có ai ta? Game Ego nữa, game thủ có ai khỏe ta? Bi cũng tầm khoảng tầm trung bình khá, nếu mà về vấn đề tử là tầm trung bình khá. Nếu mà hệ bình luận viên thì bên Ego có vơ cố rất sâu. Tối sẽ có kèo gì không mặc không anh ơi? Tối thì sẽ xin phép được ợp lịch làm việc, sẽ ợp để giao lưu, chuyển thể loại giao lưu. Ban ngày chúng ta giao lưu chế, còn buổi tối chúng ta giao lưu cồn. Vâng, đang được nhận đồ bơm đến từ đồng đội, đó là 1989 là bơm cho Catharian để chém khỏe. Màu 8 đầu cánh. Thế nhà xẻ tới nhà đồng đội, nhà đối thủ là rất là xa. Vâng, rất là xa luôn, chọc dân lẻ của game thủ Aboy. Tỷ số nó bị lỗi anh ạ, không thêm được. Anh em thông cảm. Vâng, như vậy là cái hốc ở phía 6 giờ là rất kín dành cho Aboy. Đến núp xẻ đề, vâng. Hiện tại chiếc xẻ đang ở địa chỉ đó là 176 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ở tầng 2 của chung cư Gia Cát Thịnh, phải đúng không ạ? Chung cư Gia Thịnh Phát. Vâng, Gia Thịnh Phát anh em. Chung cư Gia Thịnh Phát, tầng 2, quán game thì ra Gaming Central. Anh em chúng ta nếu như mà rảnh và đang ở gần đây thì có thể đến đây để mà giao lưu cùng với chia sẻ với Nam Tokyo nha anh em. Hiện tại đang thi đấu cả với Phan Văn Đức nữa. Phan Văn Đức trận này là người cầm màu 2. Đây là Phan Văn Đức, tuyển thủ bóng đá chơi chê lân công, vâng, đánh chém đầu cánh dành cho Phan Văn Đức. Vâng, lên bánh xe rất chắc chơi, ăn thêm hai voi này nữa sẽ là lực của Đức để có thể xong đều chém vào thời điểm đầu. Chúng ta đến màn hình máy của game thủ màu 3, đây là xe của màu 3. Màu 2 có phải là ma làng của đội huấn viên? Màu 2 chính là Đức anh ơi, Phan Văn Đức. Ma làng thì cũng là một trong cũng top của đế chế của Nghệ An thì phải, nhưng mà không phải nha anh em. Một này là Đức nha anh em, màu 2 này là Phan Văn Đức. Vâng, xem Nam nào. Nam timeline này là 32. Chỗ này thì Nam Kata đi dâng lờ, trong cánh dâng lờ chéo. 8 chưa mất nhiều đâu, 8 chắc mất 1 2 dân. Vâng, chim sẻ. 8 cũng không, 6 giờ ấy, đỉnh 6 giờ ấy. Ở chim sẻ đang sóc tới 5 con tê để đứng thủ. Quá chắc chảy. Vâng, bắt đầu đi bắn lạc đà của game của Amon. Quanh ruộng đang ra là rất đều và đẹp ở phía sau. Lượng ruộng đang rất đẹp. Đang bắn nhà 6 đây, đang bắn nhà 6 đây. Còn 8 đang đuổi. Xẻ dí vào đi. Xẻ dí vào. Đấy, đây cái hốc đấy đấy. Màu 8 bay vàng rồi. Có C4 AD chuẩn anh ơi, đánh thêm một C nữa.
thì cũng đang khá là sớm. Đây, cái hốc này là hốc mà màu tám đang cơ cấu rất là nhiều ruộng phía trong này. Hiện tại thì bây giờ đang hơi sớm, tầm này đi ăn đi uống thì đang hơi sớm, đánh thêm một xê nữa tầm khoảng 5:30, tầm 5:30-6 giờ bắt đầu di chuyển đi nhậu là hợp lý anh em ạ. Kim sẽ tiếp tục đẩy vào nhà màu tám. Vâng, cánh bên kia thì game thủ vâng Phan Văn Đức đang đóng P 2P cho Son Song Phủ, đang bị màu 6 công, đang bị Greg của đội bạn chém. Đây là màn hình máy của game thủ Nam Song Kiêu. Trận đấu này thì Nam khởi đầu là dâng chéo, bây giờ đang chém nhà màu 5, đang chém nhà của con Sumeria. Vâng, đang cố gắng về để bắt hết lạc đà của màu tám. Tơn này là tơn mà Cung Sang đã có trận cố 2 rồi và giáp ở giáp 2 rồi. Ba C thì bên kia thua 1-2 anh ạ. Vâng, động viên mãi vào bên C 4 đấy. Vâng, bên kia đội bạn thì màu 7 đang rất là to. Màu 7 Egypt của bé Bụi rất là to. Tam Lai ta đang bị đè. Và chia sẻ Tam Lai 81. Vâng, vẽ bắt hết tơn đà này của màu 8. Một tình huống mà đội bạn đang cố gắng thủ tới hốc của mình. Cái hốc này màu 8 bị ta đẩy mấy lần rồi đây. Ấn nhầm. Như vậy là quét nhầm tay vào cái nút cửa sổ ở trên bàn phím. Hàm này 90 dành cho xẻ. Tên này dí vào thì khả năng cao là 18 sẽ bục hốc. Bánh xe chưa có dành cả không pơ mà, sorry anh em. Pơ. Không thể có bánh xe được. Màu 5 đang sang cứu cho màu 8. Màu 5 đó chính là cung Sumer. Và liệu rằng có bắt được hay không, chúng ta là cung Hitty cộng với lại cung xe. Số lượng cung L của bạn là rất đông nhưng chúng ta cũng không phải là ít. Tên này là một tình huống mà chúng ta đấu thoải mái luôn. Lạc đà được bạn không còn nhiều. Tiếp tục dí vào để lấy nhanh tam phơ ở góc này. Dí vào đi, hình như hở trong rồi đấy. À, có dí vào không hay vẫn đang đứng đốt đè. Tam Lai 81 dành cho xe của game thủ 1989. Chim sẻ vẫn đang cố gắng để bắt hết quân ở phía ngoài của bạn đã. Chưa vội vàng lao à. Vâng, bạn quân bị lỗi anh ơi, bạn quân này bị lỗi. Và cung R là cung R của Samaria. Cung màu 5 đang cố gắng để đỡ nhà số phường. Tham gia đang bị đè. Chim sẻ bắt đầu đào được 300 vàng rồi. Chim sẻ chưa ra 4 nhưng đã có đổ máu của cung Hitty. Bên này thì đang bị một cửa cầu đồng chém thế. Cầu rất đồng chém nhá. Bảy đẩy luôn. Xem tên này căng đấy. Khả năng là phải xẻ phải sang kê nhà kìa. Ở ba đã bị lọt nhà. Vâng, ba đã bị lọt nhà một tên. Xẻ đang bắn fit luôn cái hốc của màu 8. Nhưng bây giờ thì màu 3 đang cần phải đỡ. 6 đồng chém thế. Sao đâu chém quá anh em ạ. Rồi, thua trận này là 0-2. Vâng, đẩy về đánh chung kết sớm. Vâng, cung hit đang đẩy xa để hỗ trợ cho sen của màu 3 rồi. Các bạn nhiều chém quá anh em, 1-6 khỏe. Sáu người mà khỏe thế. Này thì Đức thì yếu ngay từ đầu nên là cũng không còn nhiều thiết thi đấu. Chim sẻ tham lai 100 110.
Chém nó lọt vào nhá. Chém nó lọt vào từ mép nó sẽ ơi. Vâng, chim sẻ đã lên 4 xong, nhưng bên kia đội bạn thì màu 7 cũng đã lên 4 rồi. Đó là Egypt. Và chúng ta thì có quân đời 4, đó là Hot City luôn. Còn đội bạn thì Egypt lên 4 sẽ phải đánh theo kiểu là có đạp đôi. Sẽ phải mất một quãng thời gian rất là lâu để mà mới có công có đạp đôi. Chắc chắn là bạn sẽ nâng cấp lửa bắn chặn của Egypt rồi. Đã có lửa rồi kìa. Vâng, Tam tụt xuống còn khoảng 40 đến từ xe. Bên này thì Nam xuống kêu Tam còn 12. Xe bắt đầu tụ được những turn hot đầu tiên của mình rồi. Bắt đầu đẩy ra ngoài cao hơn để đứng thủ dễ dàng hơn. Lên luôn hot thần đến từ chim sẻ. Kích hot thần. Vâng, chim sẻ kích luôn hot thần anh em ạ. Vâng, chim sẻ đang cố gắng để màn vàng ở phía ngoài tụ hot vào. Xeng hồi nhanh đi, xeng hồi nhanh đi. Xeng tham 40. Chắc chắn là đội bạn sẽ tụ đạp đôi. Và Egypt sau khi lên 4 thì đội bạn có con Sumerian của màu 5 nữa. Cũng là một trong loại quân mà lên 4 sẽ đánh hot. Vâng, Egypt đánh đạp, Sumerian đánh hot. Vâng, vậy để bắt tơn chém. Một đàn chém này của game thủ màu 6. Vâng, đàn chém. Đạp đôi đẩy rồi. Đạp đôi đạp dần rất đau. Quá đau. Vâng, hot ta là hot thần. Nhưng đội bạn là đạp đôi của Egypt. Quá khỏe. Và đội bạn đang đẩy tới nhà chúng ta rồi đẩy. Họ đang đẩy là nhà xe cũ kìa. Đạp Egypt nó quá khắc bọt anh em ạ. Quá khắc bọt. Báo về là Sumerian đã gấm đồ chuẩn bị lên 4 rồi. Xong lên 4 danh hot thần. Egypt đánh đạp đôi rồi. Xẻ tham đích 4. Vâng, như vậy là màu 5 cũng đã lên 4 xong. 5 lên 4 xong rồi. Đang có cướp hết vàng ở trên bản đồ đấy. Cái thế nhà màu 5 dễ đẩy lắm. Màu 7 lại đẩy về nhà màu 5 thủ cho màu 5 á. Vâng, màu 5 nhà rất sâu, còn màu 7 đang phải đẩy đạp đôi về để thủ này. Màu 7 đẩy lên đến nhà xẻ một tơn nhẹ nhẹ nhá. Nó chạy đi đâu đây? Còn tam lai đã lấy rưỡi dành cho chim sẻ rồi. Bên này thì màu 5 xem chúng ta hồi bao nhiêu rồi? À, màu 3 xem chúng ta hồi tham ra là 62. Vâng. Đây là màn hình máy của Đức, thế bảo là phù được hot thần nữa. Của họ. Vâng, người đấy bên kia màu 6 có hot thần anh em ạ. Phù được của sẻ hay sao ấy. Cay thật. Vâng, người đấy màu 6 có hot thần đấy. Quá mịp.
Rồi, chim sẻ đang bị đạp một tơn từ 6 giờ lên. Thế nhà một năm rất sâu. Một năm lại mất thêm một tơn dân to nữa rồi. Đây là một pha mà đạp đôi các bạn đang cực đông. Bắt thêm được một tơn dân nữa của màu năm, nhưng đội bạn đã kéo hết quân về để thủ trong tình huống này. Toàn bộ lượng hot của màu năm, chưa kể tới đạp đôi của màu bảy đã có mặt ở tình huống bắt quân này của nhân viên của nhân viên trẻ. Vàng nhân trẻ hết rồi đấy, bạn đội bạn quản vàng chặt quá, quản cá nữa. Thế trận này khó rồi, tỷ số là 0-2. Khó cường quá. 0-2 anh em ạ. Vâng, tỷ số là 0-2 rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ở trận thi đấu chung kết sớm của chúng ta ở trong trận đấu này. Asian của Nam Soq ở trong trận đấu này. Chúng ta chờ đợi quân nào. Vâng, nếu như mà thua thế này thì hòa hai đều về C, một tỷ số khá là đẹp. Vâng, Nam thì có bãi quả là xấu rồi. Chất nào? Một tỷ số hòa rất đẹp. Vâng, hai bên đều sướng cả. Cả nhà đều vui. Tôi đang trông chờ Nam soi quần cái. Chưa thấy Nam soi quần. Vâng, đây là hiệu đầu cho Nam Soq. Chúng ta phải có Zoman của chim sẻ. Có Phan Văn Đức là người cầm Zoman. Vâng, như vậy là có hai Zom, một Pơ, một Phô, quân rất đẹp nhá. Ngồi bên kia tứ tuyển, hai Phô, một Hit, một IA.
quân chúng ta đẹp rồi, quân bạn còn đẹp hơn một chút anh em ạ. Quân bạn có cung tuyển đó là Hit. Vâng, và một trong hai phố đánh cung cũng là hợp lý. Và chém là Yamato hoặc là Yamato và Fo. Vâng, ở trong trận đấu này thì chúng ta có ba chém là hai Zo một Mơ. Mơ của màu 3 1989 thời cầm Mơ Zian nằm ở vị trí trong cánh. Chúng ta có Phan Văn Đức là người cầm Zoman nằm sâu trong góc phía ba Zo, gỗ đầu bình thường, đẩy với hiêu to này về với nhà chính của mình. Bờ hiêu này là khoảng 7 con, một đến bán sa mạc dành cho Đức. Chuyển sang màn hình máy của game thủ chim sẻ, người cầm Zoman có voi và có hiêu về nhà chính, 6 con về nhà chính cộng với lại hai voi. Bảng quân thì đang bị lỗi anh ạ. Bằng tỷ số thì em cập nhật cho bằng miệng cho anh em nhé. Đang bị dẫn 0-2 ở trong trận đấu này. Khá nhiều voi lẻ dành chim sẻ ở trong trận đấu này. Ui giời, về bài sẻ lắm, voi lắm nhờ. Em chào anh Phương, các bảng quân đang bị lỗi anh ơi, anh thông cảm tí. Em cập nhật bằng miệng cho anh em thôi. Bên ta là 2 Zo, 1 Pơ, 1 Phô. Bên kia là 2 Phô, 1 Hit, 1 Ya. Rất nhiều voi, siêu nhiều voi. Vâng, hệ thống chi lợn nhiều thế. Anh em đứng ở sau chim sẻ là ngày hôm nay là anh em ở Nghệ An, ở Vinh đến có đến địa điểm thi đấu để mà giao lưu với chim sẻ với Nam Soul. Anh em nào mà đang ở gần Bến Thủy thì chúng ta có thể đến để mà giao lưu cùng với là chim sẻ và Nam nhá. Vâng, lát nữa thì anh em nào rảnh có thể đi nhậu luôn cũng được. Ngoài cái giao lưu chế, chúng ta còn giao lưu tử nữa. Một bộ bài rất nhiều voi xung quanh nhà chính của game của chim sẻ. Map đấu vẽ của chim sẻ. Map này mà cầm Pơ thì thôi rồi đấy. Chào bác viên đá nhỏ nhá, em là Mạc bác ơi, không phải là Hải đâu. Bởi tròn dành cho chim sẻ 2-3 dân. Tử sắc đầy đủ chứ, ok Phạm Chín nhá. Vâng, vào đây lạ nước lạ cái, chẳng biết chỗ nào, tốt nhất là án phận thủ thường em ạ. Đi uống rượu thôi, nhậu xong rồi về ngủ. Đi nhậu có phải trả tiền không bác không anh ơi? Ui giời, quan trọng tiền năm là cái gì? Rồi, anh em vào đây là giao lưu với anh em là vui là chính. Anh em mà đi được rảnh mà đi được mà giao lưu được với anh em đến với địa điểm thi đấu, đến với địa điểm nhậu mà giao lưu thì thoải mái đi. Tiền lo gì, có chủ tịch em lo rồi. Em không có tiền đâu nhưng mà có chủ tịch em lo rồi, có sẻ lo rồi. Anh em hết, anh em cứ bừa hết đi. Anh em nào mà cứ tưởng tầm khoảng lít lít rưỡi đấy, tầm đấy giao lưu cho nó vui. Em không rõ bác Tùng Văn ơi, anh đang ở Bến Thủy đây, em chào anh Lê Khắc Quý nhá. Ở đoạn chỗ đường Nguyễn Du anh ạ, chỗ chung cư Thịnh Gia Phát ấy, chỗ gần Đại học Vinh anh ơi. Mạc thiếu gì tiền, đừng nói chuyện tiền nong với Mạc. Không, em thiếu tiền thật, em công nhận thừa nhận luôn em thiếu tiền. Nhưng bạn em đầy tiền, chủ tịch đầy tiền, không phải lo vấn đề đấy. Mường Thanh thì nãy em đi ngang thấy Mường Thanh cũng khá là gần với lại địa điểm thi đấu. Cũng nằm trên đường Nguyễn Du thì phải, rất gần luôn. Cách 176 Nguyễn Du em đoán trong tầm khoảng mấy trăm mét thôi. Vâng, ba cái ruộng vẽ cực kỳ là đẹp và thông minh đến từ chim sẻ. Quá đẳng cấp, quá tinh tế và khoa học. Vâng, như vậy là chim sẻ đang bị quay. Vâng, chim sẻ đang bị quay. Thôi xong rồi, tạm biệt sẻ. Vâng, sẻ bị bắt giò, uống được 3 chén có được giao lưu không? Có, anh ơi. Ở Mê Linh sao về ngàn bây giờ, ôi giời, Mê Linh thì khoai quá nhờ. Chuyển sang màn hình máy của Persian. Pơ dâng lờ và đang thấy nhà màu 5. Tabadak.
Vâng, Nam Sơ Kiêu đánh cung trong trận đấu này, cầm phô nằm ở vị trí đầu cánh, chưa thấy bị ai chọc cả. Và đây là Phạm Văn Đức. Và người cầm Roman cũng được dâng lờ và đang nhìn thấy nhà màu 8. Đây rồi. Vâng, đây rồi, đây rồi. Mời chia sẻ về Thanh Hóa giao lưu vị trí thế nào mà em không rõ anh Quang Cường ơi. Không rõ vấn đề chi phí ở đâu. Anh em có thể nhắn tin vào page đấy. Anh nhắn tin vào page chia sẻ nắng để anh em đội ngũ kinh doanh và đội ngũ marketing liên hệ với anh. Em vấn đề này em không rõ. Em chỉ biết là lúc nào có lịch đi là bắt đầu là chủ tịch kêu thì đi thôi. Chuyển sang màn hình máy của chim sẻ. Và chim sẻ đang cố gắng để mà ốp phù của màu 7. Ờ, như vậy đang bị tê là bạn bắn ở nhà. Ta có chém nhanh được tên này không? Có lọt vào trong được cái bãi gỗ này không? Hôm nay là 30 rồi chim sẻ. Đang có tê của màu 5 đang cố gắng công lên. Chúng ta đã ăn hoang thêm một vị trí quả nữa. Tạm thời chim sẻ cũng chưa quá nhiều tình huống chém giết, chuyển sang màn hình máy của Pơ. Và Pơ công cả tê lên để ôm lấy màu 5. Trong trận này thì là màu 5 đang bắt đầu bung. Còn bãi vàng chúng ta đang bị công vào. Và như vậy là ăn thêm được vài dân nữa của màu 5 ở đây. Tiếp tục đi tìm dân của màu 5 tiếp nào. Như vậy chúng ta nhìn thấy hai cái khu vực bo nhỏ của màu 5 ở nhà chúng ta đang bị màu 6 chơi. Con lạc đà của màu 6 đánh chém à. Như vậy là hit team màu 6 đánh chém. Nam Sô Kiêu thăng 37. Bắt đầu bắn được hit team màu 6 rồi. Và đang bắn được bãi vàng 16 không bo gì cả. Nam đã có chặt có 2 rất là sớm sủa. Bạn Văn Đức là người Roman thăng 30 này. Hay quá. Còn Đức thì có vẻ như là hình như là xây nhà bằng búa thì phải. Vâng, có lẽ là xây nhà bằng búa. Không sao. Vâng, sẽ tiếp tục nhìn thấy màu 7, nhìn thấy dân màu 7 lẻ ở phía trong. 2L đang bắt đều. Lên công 4 luôn. Phạm Văn Đức là màu 2 anh ơi, Roman màu 2 trong cánh ấy. Vâng, Pơ thì đang an hoang thêm một khu vực Hill Boy. Vâng, nhìn thấy màu 5 đi dâng Nga, vị trí dâng Nga màu 5 ở đây. Tham lai là 20 dành cho game thủ màu 3 Persia. Đây là Nam. Nam tham lai là 53. Bảng quân nó bị lỗi anh ạ, bảng quân nó bị lỗi cho nên ngày hôm nay xin phép anh em mà thông cảm là em sẽ cần nhận quân bằng miệng cho anh em luôn chứ cũng không có bảng quân như mọi hôm. Tham lai 60 dành cho game thủ Nam Sơn Kiêu đường đi rất là sâu. Vâng, Phan Văn Đức đang tiên phong dẫn đường cho Nam Sơn Kiêu chạy theo sau ở phía ngay phía sau luôn. Công 4 này, thiếu đầu máu dành cho con Roma này. Vâng, đang bổ được cung R của màu 8 là rất nhiều cung R màu 8 ở phía trong. Nam Sơn Kiêu đang dí sát cung R vào để bắn. Vâng, dí vào. Ngựa chém nó đang cực kỳ đông dành cho Phan Văn Đức. Tiếp tục hỗ trợ Nam và cơn này khả năng 18 sẽ chết. Vâng, bằng quân bị lỗi anh ạ, bằng quân bị lỗi. Vâng, Phan Văn Đức đang lao vào trong chém luôn cung R của đối bạn. Những con ngựa chém công 4 rất tự tin lao vào bổ luôn. Vâng, ăn được rất nhiều cung và bắt đầu chém với cả dân của màu 8 cái Gaboy rồi. Vâng, một trận đấu mà Phạm Văn Đức chém cực kỳ hay ở thời điểm về sau nhá. Tốt quá. Tơn phối hợp cùng với lại Nam Sô Kiêu dí lên 18 chết, chủ lực chết luôn, bạn Queen luôn. Tỷ số là 1-2 rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ tư. Trận đấu chung kết tiếp theo của đội bạn ở trong trận đấu cuối cùng này. Vâng, lịch sẽ là 6 giờ sẽ nghỉ. Tầm khoảng 6 giờ nghỉ là đẹp, 6 giờ 6 rưỡi nghỉ là đẹp.
Vâng, thắng bật lại xe này cho bên phía đội bạn sợ luôn, bị dẫn 2-0 đấy. Tỷ số tạm thời là 1-2 nhé anh em. Chúng ta đang thắng 1C. Đây là C4, chúng ta đang dẫn 2-1 về C. Trận đấu thứ tư, trận đấu cuối cùng chúng ta đang bị dẫn 1-2. Ta sẽ nghỉ ít phút để đến với trận đấu chung kết tiếp theo của trận đấu thứ tư, trận đấu cuối cùng này. Vâng, Kin 35, Kin nhiều nhất bản đồ ạ, hay quá nhờ. Ở màu 2 Phạm Văn Đức, Kin nhiều nhất bản đồ. Tân lọt vào nhà màu 8 mà được rất nhiều quân, nhiều dân của màu 8. Có lẽ là sẽ không có C5 anh em ạ. Ghim bình luận quân xem cho ok, ok, khả năng em sẽ ghim bình luận. Bảo quân bị lỗi anh ạ, bảo quân bị lỗi. Vâng, bé bự đang chat gáy Đức. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư. Vâng, Egypt của Đức sẽ cầm Kata. Chim sẻ cầm Tanian ở trong trận thi đấu này. Vâng, như vậy là quân ở trong trận đấu này thì bên kia là cho Min Hit Greg. Vâng, ba chém cùi cho Son Min Hoan Greg. Và cùng là bé bự, ý là trận này thắng và chung kết. Vâng, Babylon của 1989 chia sẻ là Kata. Và Văn Đức là người cầm Egypt. Đây rồi, cũng chủ lực đây rồi. Nằm ở vị trí là cũng gọi là trong cánh đấy. Có Roman trên tay của Nam Sukiu. Đây là Roman của Nam Sukiu. Gỗ đầu của xấu thế, gỗ đầu kìa. Đi sân bay này, không có tí gỗ đầu nào. Em cảm ơn bác Tiến Trần Minh Đức đã vừa gửi tặng 75 sao anh nhé. Đây là chim sẻ. Chim sẻ với bốn hươu sư tử rồi. Vâng, Bayhill đang đẩy về nhà chính. Có vẻ như đây là Bayhill 5 dành cho game thủ chim sẻ đi nắng ở trong trận thi đấu này. Rồi, thêm quả phụ dành cho chim sẻ rồi. Cạnh cái rừng già đó là vài quả, đâu đó khoảng 6 cây thì phải. Vâng, map này thì không biết là có kẹp sang hay không. Nếu mà có kẹp thì tôi nghĩ là vị trí 9 giờ là một trong những vị trí nhạy cảm ở trong trận đấu này. Cố gắng đẩy nhanh cái bầy yêu này về với nhà chính. Có voi thì chim sẻ, ba chim sẻ là quả phụ có, hiêu có, voi quá, vừa voi có. Vâng, Nam Roman đang đẩy nốt hiêu về nhà chính của mình. Mid đè nhẹ, gỗ đầu rất sâu đến từ Roman của 48 Nam So Q. Sẻ thấy rồi chưa câu ấy, đó hai con câu nốt đi. Ice.
Vâng, như vậy là 3 kẹp xăm cung chủ lực Kitty. Báo về là màu 3 kẹp xăm. Đó là cung chủ lực Kitty ở trong trận đấu này. Ờ, tỷ số đang là 1-2 anh ạ. Tỷ số đang là 1-2 anh Lập Dương ơi. Ngày hôm nay cái bảng quân bị lỗi nên là em cập nhật quân bằng miệng cho anh em thôi. Tỷ số thì cập nhật luôn bằng miệng luôn. Tỷ số chúng ta đang đánh xe đấu thứ tư. Tạm thời tỷ số 3 xe trước đó là ta đã dẫn 2-1. Ở xe đấu thứ tư, xe đấu cuối cùng này thì chúng ta đã bị dẫn 1-2. Nếu mà thua thì có tỷ số hòa C, còn nếu thắng thì chúng ta sẽ thắng là 3-1 về C. Màu 3 kẻ vào trong 9 giờ, màu 3 là Minoan. Bé bự là người gầm Min ở trong 9 giờ. Đây là màn hình máy của game thủ Chim Sẻ là người cầm con Katha. Vâng, Chim Sẻ sẽ làm nhiệm vụ của đánh chém và chém nhà kẹp xăm. Đó là Hitty chủ lực bên kia. Với Hitty kẹp xăm thì chắc chắn là bên phía đội bạn cũng sẽ có một người cầm chém dâng lờ. Vâng, khi một thế trận là 3 chém đó là cho Min Greg. Thì tôi đang hơi phân vân con Min này có đánh cung hay không. Ờ, nếu mà Min mà đánh cung thì sẽ là hai chém dâng, một trong hai chém dâng sẽ là cho Son hoặc Greg sẽ dâng để phủ cho con Hitty đánh cung. Xem Nam sâu kêu nè. Vâng, bài Nam ở đây cũng rất là nhiều voi. Vâng, tỷ số đang bị dẫn 1-2 ở trong sân này anh ơi. Vâng, bài đang là 6 voi dành cho Nam. Hai con voi này đang về để lấy lực. Vâng, 10-25 bài 25 dân của Soman. Vâng, đi ăn vàng, đang gom dân đi ăn vàng đấy. Vẫn đánh anh Long Dạ. Em cứ tưởng nghỉ rồi nhưng đánh nốt thêm 1 C nữa. Vì lúc nãy nghỉ là lúc tầm khoảng hơn 4 giờ. Lúc đấy đang hơi sớm. Đi nhậu thì nó cũng chưa vào cầu được. Tầm đấy nó đang rất là sớm. Cho nên là thôi, động viên anh em đánh thêm 1 C nữa. Mấy khi mới vào giao lưu với anh em trong Vinh, Nghệ An đâu đúng không ạ. Bên này thì Chim Sẻ đang cố gắng để tìm dân của màu 3 kẹp xăm. Kẹp xăm ở trong góc phía 9 giờ. Mẫu 3 thấy mẫu 3 giò rất ít nhá. Rất nhiều đồ. Mẫu 4 đó là người cầm con cho Son đi dâng lờ. Cho Son và Hitty cánh bên này, bên kia sẽ là Min và Greg. Như vậy đang bị mẫu 4 chọc ở vị trí bãi gỗ chào tiến nhá. Có dần kéo về này. Vâng, màu 3 bài rất là đẹp. Minh chứng là hai voi mới lại hiêu ở vị trí khá gần trong mép bản đồ phía dưới. Không dò ra. Không thèm ăn. Vâng, cố gắng chọc dân của Hitty nào. Đây là một trong những đơn bị cung rất tuyển và lạc đà sẽ tới. Không kịp ạ. Vâng, đơn này thì may ra chỉ có chém xéo được dân một chút thôi. Không thể kịp được. Bạn vẫn đang có một hướng về làm tôi giật mình. Vâng, tiếp tục là một tình huống xử lý hơi bất ngờ đến từ màu 3. Một pha là đội bạn không tập trung. Con T kia dò màu 1 kia. À không, dò đây, dò màu 1, dò bên kia. Vâng, dò là dò màu 1 chứ không phải là dò của bên mình anh em ạ. Đó là con dò của A-Boy. Vâng, đạc ra ruộng để có thể sóc đều quân. Bên này thì game thủ Nam sâu kêu đến với màn ảnh của Nam định. Lúc này Nam cầm Roman bài 6 voi cơ. Bài khỏe. Đối đầu với lại màu 2 Min Oan đầu cánh. Mặc lát uống ít cầu lại rèn nhá. Ok anh Cường CR nhá. Vâng, hai đầu cánh này. Hai đầu cánh. Vâng, bên này thì Babylon chủ lực của chúng ta đầu cánh đang đánh theo kiểu dạng là gom cung.
bị một một chém, một một đầu cánh. Vâng, thế là 4 là nằm ở trong cánh à? 4 tầng chéo. Vâng, màu 4 là cho pha tầng chéo. Mình đánh chém đầu cánh, sao đang solo với Nam bên này. Bù đi. Vâng, các bạn đang xử lý rất nhanh trong tình huống vừa rồi. Hai nhà P đã xong đều thiếu đầu với lại Minh Loan đánh chém. Cho Son trong cánh, sơn lờ chéo, cho Son hướng 1 giờ. Nam bắt đầu vào trong cánh rồi. Ờ, xẻ tham 26 bên này. Ờ, Phạm Văn Đức tham lai đang là 30. Đang bị màu 2 vào trong, chắn nãy giờ. Ờ, chia sẻ thì đang cố gắng để giữ tha, tham 25. Bên phía đối bạn thì màu 4 dâng lờ lên và đang rất là nhiều chém. Vì từ nãy giờ là màu 4 đang còn nguyên nhà. Nam vừa mới vào được một chút thôi. Vâng, Nam đang chém là bãi vàng. Thả giò vào bãi gỗ của game thủ màu 4 CTG. Vâng, tham chúng ta đang đè nhẹ nhá. Thế trận tham chúng ta đang đè nhẹ. Màu 7 đó là Phạm Văn Đức đang cố gắng để thủ. Tham 31. Chuẩn đánh Lạc Dương ơi, chuẩn nhá. Màu 2 đấy là cầu thủ của bóng đá Phạm Văn Đức đấy. Tham ta đang đè. Rồi chia sẻ tham 25. Vâng, bên phía đội bạn và 4 có thủ P. Có P công, chính xác là P công. Babylon trong tay của 1989 thì đang cố gắng vòng khung. Tham lại cũng chỉ là 31 thôi. Công giáp và cung R đang là chặt gỗ 1 và giáp 2. Alamaz, Rogan? Alamaz, Alamaz. Glory. Alamaz. Vâng, cung R đội bạn bắn nhanh thế nhờ. Vâng, cung ít đi màu 3 cắn dân nhanh thật. Xẻ tham lai 24. Bắt đầu vào tìm nhà màu 1. Đây là một bãi gỗ rất to màu 1. Nam tham lai 47, rất to. Vâng, dân của màu 4 thì đang bị Nam đuổi theo nãy giờ và chăn dắt nãy giờ là rất khổ nhá. Nam đầy đồ này, qua lấy đồ không? Vâng, Đức đang bắt đầu nở ra tham lai 40 rồi. Lên giam. Vâng, đóng cả nhà chính để ăn bãi quả. Rất đầu tư. Để tham 21. Vâng, Nam Soul Kill thì tham lai đang là 50 rồi. Cố gắng để cơ cấu khỏe bài này. Khi mà đánh phủ thì Minh Hoan bên dưới là bạn màu 2 đã bị khóa. Màu 3 cũng đã bắt đầu có cung R bắn tại nhà của Nam. Tơn này là một tơn mà cố gắng sẽ kéo quân về để bắt sạch cung của màu 3. Màu 6 bên kia thì đồng đội cũng đã nở ra khá là to rồi. Đây là bàn đánh máy của game thủ 1989. Để xong, đợi xong tơn bắt quân này đã. Tôi sẽ chuyển sang màn đánh máy của game thủ 1989 bên kia. Đây là bàn đánh máy của 1989. Như vậy tham lai chỉ là 30 thôi. Cũng không phải là quá to tầm này. Màu 1 bên kia nở ra nhá. Một to lắm đấy. Lên chặt câu 2 dành cho Đức. Map xỉn 50 quân à? Vâng, như vậy là map này xin được 50 quân. Vâng, limit được 50 quân. Vâng, như vậy là... Vâng, map đang chỉ xin được 50 quân thôi. Map chỉ xin được 50 quân thôi, như vậy đánh lại. Và anh em Nam Soul Kill với chim sẻ thì đang đến Nghệ An để mà giao lưu với anh em Top Phủi Nghệ An.
Nam Sâu Kêu, Chim Sẻ, Phan Văn Đức và một tốt phủi ở Nghệ An đang giao lưu với team đội bạn. Tỷ số tạm thời đang là 1-2. Vâng, tạo map limit 50 người, à 50 tham này. Đánh lại thôi. Vâng, phí 25 phút cuộc đời à? Vâng, phí 25 phút cuộc đời đúng không anh em? đánh mãi thì mới phát hiện ra là tạo map để 50 limit. Trọc trú vỗ Nghệ án thì mình nghe được cái từ trọc trú này nè. Ngoài Bắc không có cái từ này anh em ạ. Và đã chờ anh em team bên kia lập mạng. Hòa đi muộn rồi. Không uống được, thua là sao đây? Giáng dính ấy. Vâng, em chờ một tí nhá, đang động viên anh em bên kia tạo lại mạng. Anh em ơi, chúng ta sẽ chờ đợi để tạo lại mạng nhá anh em và sẽ xúc nhá. Vâng, bên kia tạo mạng rồi, bên kia tạo mạng rồi. Vào đây. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo nào. Nó bị máy bị lỗi toàn phệ. Vâng, máy em không xử lý được, nó bị lỗi. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư. Trận đấu lại anh em ơi, cái bảng quân bị lỗi anh ạ. Ngày hôm nay thì không lấy được cái bảng quân cho anh em. À đúng rồi, khả năng là hôm nay phải ghi quân đề 3773. 3 năm trước tôi đến Nghệ An, tôi cũng ghi 3773 và trúng quân đề. Lần đầu tiên tôi đánh trúng đề. Đánh đề thì cũng mấy chục lần đấy, nhưng mà lần đầu tiên đánh trúng đề là hôm đấy là vào Nghệ An làm giải Nghệ An. Đánh 3773 nó về 73 thì phải. Anh em nay đánh 3773 nhá. Cho hit Katha Greg. Bên phía chúng ta là hit cho GBC. Như vậy là quân chúng ta nhỉnh hơn một chút ở trong trận đấu này. Khả năng là lát nữa là phải kiếm số nào là ghi con đề 3773 anh em ạ. Bây giờ mới sực nhớ ra là cách đây khoảng đâu 3-4 năm nó đợt về làm Nghệ An làm giải. Cũng đánh 3773 và trúng một con đề. Hôm nay mà đề mà về 3773 anh em nhớ lỏng nhá. Đánh 3773 đi anh em ơi. Đánh đề thì đánh vài chục thôi, không tốn bao nhiêu đâu. Không xui nghe, không xui nghe bánh lô mà xui nghe bánh đề thôi. Quân chúng ta là đẹp hơn, mình với các bạn là ba chém tụ hội thì ba chém bẩn, đó là cho son Katha và Greg. Chúng ta có con cho son vào đây rất là khỏe.
Bà quân bị lỗi anh Lưu Thế An ơi. Hit cho Egypt AC. Và chúng ta có phù cho Son vào trong này. 3 càng 753. Ok anh. Ngày hôm nay tôi cũng có một linh cảm là đề nó về 3-7-13. Đánh nốt C này anh ạ, đánh nốt C này. Hiện tại chúng ta đã dẫn 2-1 về C và trong trận đấu này ta đang bị dẫn 1-2. Chất quân này chúng ta là khỏe hơn. Hit cho AGBC. Để với các bạn là 3 chém bẩn, đó là cho Son Garang Greg. Bắt đầu xử lý nhiều tại nhà chính thôi. Đây là màn hình máy của Phạm Văn Đức, người cầm Egypt. Có hai voi về nhà chính. Đầu cánh. Trong trận này thì chúng ta có hai ba cung, đó là Hit, Egypt và AC. Và trận đấu này Đức đầu cánh thì tôi nghĩ đây là chiến thuật là đánh chém của Đức biết như nào. Khi mà trong cánh thì chúng ta có một AC Dian của Nam Sokyu. Đầu cánh bên kia là 1989 thì người gầm Hitty. Nếu như tính đánh cung thì chim sẻ là người gầm chéo sang cho. Và chim sẻ là người gầm cho Son sang chéo sang cho. Anh em nghe tiếng game chút nhá, em đi vệ sinh tí. Rogan. Papadakis. Glory. Alamar. Edon. Holmes. Holmes. Redkin. Papadakis. Glory. Glory. Alamar. Zoganta. Holmes. Redkin. Papadakis. Alamar. Alamar. Papadakis. Holmes. Redkin.
Haberdash. Oklahoma. Redkin. Vâng, cái tỷ số nó bị lỗi anh Vũ Khắc Tiệp ơi, cái tỷ số nó bị lỗi. Cho nên là ngày hôm nay thì em đang rất là cố gắng cập nhật tỷ số bằng miệng cho anh em. Tạm thời chúng ta đang đánh trận đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ tư. Về C thì ta đang dẫn 2-1. Vâng, ở trong trận đấu thứ tư này chúng ta đang bị dẫn 1-2. Vâng, đang dí vào kẹp xăm ạ, map này kẹp xăm ở trong góc phía 3 giờ ạ. Vâng, đang cố gắng để chọc dân. 1-8, đó chính là Nam Tokyo thì đang cố gắng để bắn dân ở phía trong bãi ruộng của game thủ bé bự. Đóng một P thủ dành cho game thủ chim sẻ, hình như là 2P đấy. Bé bự là người cầm con Greg, bên phía bạn là ba chém rất bật. Bắn đấy kìa, T kìa, Nam kìa. Tham này 28. Vâng, ngựa chém tới rồi, tới này phải em và bắt fit cho dân này của bé bự luôn. Các bạn đang chạy, không có đạo, mất đạo, còn dân đạo 1 phải E của game thủ chim sẻ đã bị con đường chết mất rồi. Nhưng mà nào thì tôi dân này cũng sẽ chết thôi. Đóng 3 P đến từ chim sẻ vì bên kia là rất nhiều chém bẩn. Kata cho John Greg đầy đủ cả. Vâng, đập giò của đội bạn và sẽ để con phù thủy kia để phù con lạc đà. Đây là màn hình máy của Phan Văn Đức. Vâng, đầu cánh đánh chém và đánh chém được dân của màu 2 City of Dinh. Nếu thắng trận này thì đánh chung kết ở trong trận đấu này. Vâng, và sẽ ra sao nếu chúng ta bật thành công ở trong trận đấu cuối cùng. Chúng ta đang bị dẫn 2-0 về trận ở trong trận đấu thứ tư. Và hiện tại đang đẩy về thế đánh, đó là trận đấu thứ tư đấy. Và biết đâu đó là đánh đủ 5 trận và chúng ta bật luôn. Khi mà tạm thời thì trận quân ở trong trận đấu này, trận đấu này là rất là đẹp dành cho chúng ta. Tham 30 tiếp tục nhìn thấy dân lẻ của màu 2. Và Phan Văn Đức đang có những tình huống thả lạc đà khi mà không có bóng giò là cực kỳ hay. Màu 3 bắn Phan Văn Đức rồi, chuyển luôn sang màn hình máy của game thủ 1989. Ai à, màu 5 đang bị vào một nhìn. Màu 1 đang rất là đông chém. Màu 1 rất là đông chém. Vâng, Nam Soul Kill tham bài là 46. Vâng, để lên để hỗ trợ cho màu 5 khi mà đang bị màu 1 chém, rất đông chém của màu 1. Tham bài đang là 51 dành cho game thủ Nam Soul Kill. Cố gắng để dỉa chém của game thủ A-Boy, người cầm cho son. Vâng, màu 5 cũng bất dân là khá đau đấy. Màu 1 chém rát quá. Tham lai là 60 về số Nam. Chim sẻ thì vẫn đang cố gắng đánh nhiều P. Trận đấu này thì tôi nghĩ là một mình chim sẻ và Nam Sukiu có thể giải quyết được trận đấu. Khi mà chim sẻ đánh rất là nhiều phù và chúng ta có một chủ lực cầm top 1 cầm chủ lực đó là Nam. Người cầm đơn vị quân đó chính là Conesi. Tham lai đang là 37. Mặc dù đây không phải là một tham lai quá to, nhưng tôi vẫn đang rất là tự tin vào trận đấu này khi bên kia cũng chỉ có một cung chủ lực, đó là cung của màu 3 người cầm Hitty thôi. Bảng quân đã bị lỗi anh ơi, bảng quân bị lỗi. Vâng, tỷ số thì em với anh em, em cập nhật mồm cho anh em thôi, cập nhật bằng miệng cho anh em vào tỷ số thôi. Và bảng quân ngày hôm nay cũng có bị lỗi. Bù lại cái lỗi lầm của mình thì cũng xin bù lại bằng cách là báo cho anh em con đề, đó là con đề ngày hôm nay, con bạch thủ đó là ngày hôm nay là 3773. Anh em cứ phan tầm khoảng nửa mảnh đất là được. Vâng, nhân thành 30 mảnh đất thế thôi. Tham lai đây là 39-40 thì chim sẻ đang bơm vàng cho game thủ Nam Sơn Kiêu để Nam Sơn Kiêu lên công nghệ bản đồ giáp 4 của Oxidian. Chúng ta đang dí lên nhà màu 3 trên hướng dưới 10 giờ. Vâng, bắt nốt những con cung R của màu 3 trong nhà của chim sẻ. Sẻ thì đang bị màu 3 đẩy. Rất đông cung R trong tay của ADGSC. Vâng, Phan Văn Đức bên này tham vẫn đang to là con số 25. Đánh nhiều P là quyết định hợp lý đến từ Phan Văn Đức. Vâng, Đức chạy vào trong nhà chim sẻ nhưng mà nhà chim sẻ đang có biến. Tham lai 19 của Hitty. Vâng thôi, xem chim sẻ và xem Nam đỡ nhà cho chim sẻ ở trong trận thi đấu này. Tham lai là 40 dành cho game thủ chim sẻ này nào. Màu 3 đang rất đông quân. Nam cần phải hỗ trợ một cách tập trung và đều tay hơn nữa để bắt hết cung R của màu 3. Thế nhà của màu 3 có vẻ rất là xấu. Vâng, màu 5 thì game thủ 1989 đang móc lại nhà màu 1 với những con cung R.
Mỗi cái băng R của mình thì khi mà đi móc lại nhà của những người cầm ché bò nhỏ rất là dễ. Và như vậy là cái vị trí khe của cái bãi gỗ kia là ken được, có hai cái gỗ 75. Nhưng mà với cung R cũng chẳng cần phải ken làm cái gì cả. Và chia sẻ ra mai là 40 của cho son. Vâng, sau phủ ra Tham. Vâng, Tham vẫn cân chặt. Tham vẫn cân chặt anh em ạ. Chúng ta có màu 5 giờ này lên đời rất muộn. Tham sâu kêu Tham 85. Ready on time. Này quất đề bao nhiêu á? 3773 nha anh em ơi. 3773. Ui, nó ốp kìa. Nó ốp kìa. Nam qua bên này không? Nam sẽ phải kéo thêm quân ra bên này, xin sẻ rông phù dần ra đi. Màu 3 đang dí lên trên vị trí nhà của chim sẻ. Vâng, Nam đang có quân ở đây. Tam lai là 70. Tạm thời thì màu 3 không dám công ở nhà của game thủ chim sẻ nữa, khi mà nhận thấy rất là đông cung R của Nam đã đứng ở đây. Tôi vừa thấy một cái bóng dáng là đà màu 2. Là đà màu 2 đang lao xuống 6 giờ. Và có vẻ như đang muốn thốc lên trên hướng phía nhà của chim sẻ nắng từ hướng 6 giờ lên. Đây là chim sẻ, tam lai là 52. Đâu rồi? Kìa kìa, xẻ kìa, gặp lăng đa kìa. Ui giời ơi, vãi xưởng. Đồng thế. Phù được 2 con, 3 con. Vâng, 3 con phù làm việc rất hiệu quả. Phù được 3 con phù. Và bo lại từ hướng 6 giờ lên. Nam sâu kêu đang bị bầu 1 đục. Bầu 1 đang rất đông chém. Và đây là Phan Văn Đức. Tham là 12. Nhà màu 3 xấu thôi. Nhà màu 3 thế nhà chơ lơ chênh vênh 4 mặt tiền. Sẻ tham lai 63 rồi. May quá, đội bạn bị chim sẻ dọa. Có một con phù theo đoạn cầm 10 con chém, đoạn vẫn chạy. Gặp phải tôi, tôi lao tôi bổ luôn. Chấp nhận mất một con chém. Màu 2 thì đang có rất đông lạc đà và đang quản ở nhà của Phạm Văn Đức cũ. Còn Đức đã dạt nhà rồi, còn làm gì còn ở đấy nữa đâu. Đây là màn hình máy của Nam Song Q. Còn Nam tham lai là 123. Vâng, còn kích 4 chưa? Chim sẻ bên này thì đang đào được rất là nhiều vàng rồi. Nếu mà thích kích 4 thì sẽ đẩy một tơn đủ vàng luôn kích 4. Nam bắt đầu đào được vàng đầu, những tuần vàng đầu tiên của mình. Tiếp tục ra ruộng dành cho Nam Song Q. Biết là đang đỡ đây rồi. Cả 3, cả 2 nữa. Màu 6 đi đâu ấy, sẻ ơi, vòng vào đây đi. Vâng, chim sẻ đang phải vòng vào đây. Chim sẻ vòng nhanh, vòng nhanh, vòng nhanh. Phải lùi lại đi. Chim sẻ đã có một turn, đang muốn xô vào nhà màu 3. Màu 3 thế nhà rất sâu ở trên góc phía 10 giờ. Nam phải giật lại. Cái thế dàn quân này đội bạn đang đẹp hơn vì đội bạn chủ động dàn trước. Chim sẻ đang đi một turn chém rất đông. Vâng, chim sẻ đang xô lên trên nhà của Hitty. Vâng, xô lên nhà Hitty và đang cố tách vào trong ruộng của Hitty màu 3. Ở nhà thì Nam Song Kiêu vẫn đang cố gắng thủ ở chim sẻ. Vâng, bắt đầu lọt vào trong ruộng chính của game thủ màu 3 rồi, chém đi. Hơi tiếc là chém cho con không có đầu màu. Vâng, bên này thì là ngựa chém sẽ bổ sung để hỗ trợ cho Nam. Màu 3, màu 4 đang hồi ở ngay trong nhà màu 3 luôn. Nhà màu 3 rất dễ công ạ. Ui, màu 3 không có một tí gỗ nào. Rừng rất sâu. Vâng, lấy nhà của bà rất dễ. Nam Song Kiêu đang bị lạc đà quay. Lạc đà cung R quay. Tân cung R của Nam Song Kiêu bị bắt toàn bộ rồi. Cẩn thận nhá, thằng 3 sổ vào là không đỡ ở nhà đâu. Ở trên nhà của màu 5 thì chim sẻ cũng đã, trên nhà màu 3 chim sẻ cũng đã chém mung mét hết rồi. Nam chỉ cần câu giờ là win đấy. Tại vì bên kia màu 3 không nở được quân đều nữa. Cố gắng câu giờ. Vâng, màu 3 không câu được vào nhà chim sẻ khi mà có Nam kề.
Và ở trên nhà bóng 3 thì chim sẻ vẫn đang giữ được một kích đạt siêu to. Và ở những con vù ở bên phía nhà của đồng đội thì chim sẻ cố gắng mà vẫy đi. Hoạt động tốt vào. Và màu 5 thì 1989 cũng đang hồi tham lại 40 rồi. Màu 5 đã có một tên cung đang quản lại nhà màu 1. Ở cung đỡ, có lên chẳng có ai đi, màu 5 ơi. Sẻ về tham lại là 70. Rất khỏe. Ở màu 5 thì đang hồi lên tham hơn 40 rồi. Tham. Vâng, tham đã bắt đầu đè rồi. Đè tương đối mạnh khi mà màu 5 đang nở ra được. Chim sẻ đã chém một tên ăn được khá nhiều dân của màu 3. Và chim sẻ đang lọt vào cái vị trí mà tôi nghi ngờ màu 2 đang hồi lại. Ở trong góc 9 giờ. Đây, đây là ruộng của màu 2. Nam lên được 4 chưa nhở? Tôi thấy Nam đạt được một lượng vàng cũng khá nhiều rồi. Tôi nghĩ là Nam đã kích 4 rồi. Nam có vẻ là kích 4 rồi. Chim sẻ tiếp tục chém lại màu 2 của tôi. Màu 2 đang có rất nhiều ruộng. Và màu 3 đang sang kê nhà cho màu 2. Nam Tokyo đang đuổi theo tên cung R của màu 3. Bằng tên này là tên mà đang dí lên luôn. Vẽ vào. Cung R của ta là cung R CDA. Bắn nhau với cung R Hitty. Ăn cả dân của màu 3 luôn kìa. Rồi đội bạn rất xấu rừng. Đội bạn rất xấu rừng anh em ạ. Cho nên là chúng ta đánh vào rừng là một chiến thuật đánh rất là dễ ở trong trận đấu này. Nam mà đang cơ cấu ăn được cả rừng ở trong góc 3 giờ nữa. Cho nên là lượng rừng đang dồn lên. Lượng gỗ đang dồn lên rất là ok và dồi dào. Tiếp tục gom cung để dí lên. Và bơm đồ cho màu 5 để màu 5 có thể hồi lại. Và chính màu 5 mới là người lên 4 ở trong trận thi đấu này. Không biết là lên ra xong chẳng có 2 chưa. Đấy, lúc nãy là tôi thấy là quên chẳng có 2. Chưa được như chẳng có 2. Xem Nam nào. Vâng, Nam đang bắt đầu đẩy lên cao hơn trước mặt nhà màu 3 rồi. Màu 2 cũng đang hỗ trợ bằng một tên lạc đà rất đông. Chim sẻ cũng đang có mặt ở đây rồi. Màu 5 1989 cũng đang đẩy quân lên để hỗ trợ cùng đồng đội để ốp vào nhà màu 3. Rất nhiều cung R của màu 8 trong tay của Nam Tokyo đang có mặt trước mặt nhà của game thủ màu 3, game thủ ADZC, người cầm Hitty. Vâng, lạc đà màu 2 đang siêu đông anh em ạ. Nhưng cung R màu 3 thì cũng không phải là quá nhiều ở vị trí này. Màu 5 đang móc ở phía trên, màu 5 đang đút được vào trong vị trí có dân của màu 4 và có dân ruộng và gỗ ở phía trên của màu 3. Dí vào, vâng, dí vào bắn. Vâng, đang bắn rất nhiều dân màu 3 ở phía trong. Có dân màu 4 nữa các bạn, thậm chí là màu 3 không thêm chạy dân. Chắc đang mải điều quân với lại chim sẻ và với Nam bên này. Và chim sẻ đang có mặt ở trong nhà của màu 3. Vẫn tiếp tục là một tên lọt vào để ăn dân ở khu vực vàng và ruộng của màu 3. Đá lên 4 xong dành cho Hitty. Đá lên 4 xong. Vâng, màu 5 đang bị các bạn lọt nhẹ à. Vâng, như vậy là bị lọt nhẹ công ca đến từ màu 1 người cầm cho son. Màu 5 đang bị công ca. 50-50. Vâng, cố gắng chạy dân dạt sang bên này. Vâng, lên bản đồ. Lên công nghệ đời 4 của cung R của cung R Hitty. Có lửa, có bắn chặn, có đầu máu, có chặn gỗ. Lên mắc công nghệ lên. Chim sẻ tham lai là 80 của trò son. 3 nhà P, 5 nhà L. Rất trâu. Màu 1 thì vẫn đang có một bộ bài đi công ca. Bắt đầu úp đồ mạnh cho Hitty nở quân. Hai nhà Hitty đều lên 4. Hai Hitty đều lên 4 rồi. Chúng ta thì có Hitty màu 5 lên 4. Mình với các bạn là Hitty màu 3. Nam Tokyo đang bắt đầu phải co dần về đi. Nó có công nghệ đầy 4 không? Không đấu được đâu. Tập này về thủ bơm hết đồ cho đồng đội, cho Hitty bên kia nở quân. Bơm hết đồ cho màu 5 nở quân ra. Màu 5 có quân là kê được nhà. Sau đấy thì con Asina sẽ lên 4 sau. Có vẻ như là Nam cũng đã kích 4 rồi đấy. Cảm giác là như vậy. Nam đóng BK rồi.
Ồ, vẫn chặt gỗ 1 kìa Nam ơi. Có vẻ như đang lên chặt gỗ 2 rồi. Chặt gỗ 1 này tôi đã nhắc cách đây từ cái lúc mà Tham đang còn 40 cơ. Nhưng mà có lẽ là chưa có lực, lúc đấy chưa có lực để nâng. Đóng cái gì đấy? BS à? Đóng cái gì? Ồ. À, nó BS lại lên giáp. Vì không còn BS. Đang Nga điên cuồng anh ơi. Lên đầu máu. Chặt có 2 đã lên xong, chúng ta thiếu chặt có 3 nữa. Đứng quân cao lên mà kê nhà cho Nam với lại cho Sẻ. Tham Lai là 124 dành cho Nam SoQ. Còn Tham thì ta vẫn đè thôi. Ăn hết vàng trên bản đồ đi, map đấu này rất ít rừng. Màu 3 đang đứng hết quân ở phía ngoài. Sẻ ra 70. Sẻ sẽ dần tinh tế vào, không có là cầu cung nó bắn nó đau lắm đấy. Sao mà bố 3 lên 4 rồi mà toàn thấy cung R này nhở? Đa phần là cung R thôi, như vậy là giữ được rất là nhiều cung R. Chưa thấy nhiều hot lắm nhá. Toàn cung R ấy đẩy. Vâng, bị lu ạ. Không đấu được đâu, nó giáp 6 rồi. Phê chứ. Có ai có vàng không? Bơm cho IC. À quên rồi. Bơm cho Hitty. Vâng, đã có 7 cộng 3. Đã có lửa, đã có bắn chặn dành cho Hitty. Đầu máu cũng đã có. Nhưng mà hot được bạn dí vào đông quá, lạc đà màu 2 này rất là đông. Thua trận này là thành thua 1-3. Là hòa C. Vâng, đúng tính chất của một kèo giao hữu, hai bên đều vui. Bây giờ là 6:12 rồi. Tham chỉ là 54 thôi. Búng bắn bay hết thế này thì không có đồ để bơm nữa đâu. Cho Son Messi bị bắn bay thì sẽ không có đồ để mà nuôi. Vâng, như vậy là resize à, trận này thua. Tiếc quá. Vâng, như vậy là hòa C. Ờ, cái Tham. Tham nay mà để thua được. Thần kinh mất. Ờ, chúng ta thua anh em ạ. À. Vâng, thôi được rồi, hòa hai đều về C. Ờ, nói chung là giao lưu và thắng thua nó cũng không quá quan trọng. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây. Và ngay sau đây thì xin phép anh em được gặp kênh để chuyển tới một buổi giao lưu mới. Đó là giao lưu tử với anh em Nghệ An. Anh em nào mà đang ở gần với lại... gần với lại thành phố Vinh thì có thể đến với các địa điểm để gặp chim sẻ và Nam SoQ nhé anh em. Địa điểm thì hiện tại thì chưa biết anh em ạ. Hiện tại thì địa điểm quán game đó là 176 đường Nguyễn Du ở tầng 2 của chung cư Gia Phát Thịnh. Thịnh Gia Phát. Nhưng mà bây giờ thì không còn ở đây nữa rồi. Sắp tới thì sẽ chuyển đi một địa điểm để nhậu anh em ạ. Không biết là quán nhậu ở đâu, chưa biết anh em ơi. Hòa xe vậy.